Vợ chồng chia tay nhau có nên bước thêm bước nữa không? Không. Cái lời thẳng thắn vậy câu tôi là được rồi. Vòng vo chỉ cho nó mệt thì nghe không? Bây giờ nhiều đứa hỏi bị gánh bao nhiêu năm nay á, nặng không? Giờ buông cái gánh nó xuống, đi lượm cái gánh đó kia làm chi nữa? Buông đây không phải là mình đi bỏ cái gánh đó, vì mình đã lỡ tạo cái gánh thì bản thân mình phải gánh cả cuộc đời. Nhưng giữa chừng người ta bắt mình phải buông gánh xuống, bắt mình buông thì mình buông. Tôi không có chạy, tôi có trách nhiệm. Tôi lỡ tạo ra là tôi khổ cỡ nào tôi cũng chịu đựng. Tôi làm vợ ông hay là tôi làm chồng bà, phải không? Là tôi khổ cái nào tôi cũng chịu đựng, vì tôi đã tạo ra thì tôi phải có trách nhiệm mà. Hết cả cuộc đời tôi là chấp nhận chịu đựng được hết trơn. Sống mọi hoàn cảnh đều tốt đẹp để tu hành cầu giải thoát. Nhưng bây giờ ông quyết định ông bỏ tôi thì thôi, suy nghĩ kỹ đi. Bỏ phải không? Kỹ chưa? Quyết định bỏ phải không? Ổng á, mình hỏi ổng á. Tại đây, đây mấy bà nhiều quá, mấy ông này ít quá. Thì bây giờ mình nói gì mấy bà đi. Bây giờ mình đi học Phật rồi, mình học đạo rồi, mình chung thị. Dù mình có gặp thằng chồng lũ đạn, mình cũng phải sống với nó à. Dù cỡ nào cỡ lũ đạn nhưng mà cũng sống được thời gian này. Cũng quen với trái lũ đạn này. Bây giờ bỏ lũ đạn này kiếm lũ đạn khác làm chi? Thấy không? Cuộc đời con người người ta nói câu đừng có chánh vỏ dưa mà gặp vỏ vỏ dừa. Giả chứ thụ bài luôn. Hiểu không? Thôi, có vỏ dưa cũng được rồi, đụng vỏ dừa cứng hơn nữa. Hiểu chưa? Nên á, bây giờ mình chung thủy, mình học đạo mình càng chung thủy hơn nữa. Chứ mình đừng có nghe ai nói là chồng của mày vậy, mày đẹp vậy mà chồng mày vậy. Mày mà bước ra bao nhiêu thằng được nó hước mày. Nó thôi bà ơi bà, hước gì? Nó càng hước thì nó càng khổ chứ có sung sướng gì đâu. Thân phận đàn bà mang tiếng mang tay. Thôi, chờ giao cửa nào thì hưởng cửa nấy đi. Thấy không? Nó, củi khô dễ nấu mà chồng xấu dễ xài. Nói câu chấp nhận á. Thấy không? Người ta có phước có phần được sao thì người ta hưởng gì? Còn mình thì phước phần mình kém mình được sao hưởng gì? Nhưng mà đến lúc nó bỏ mình, nó quyết định nó bỏ mình, nó đuổi mình, nó bỏ mình thì thôi. Thấy không? Thì thôi. Thì từ hôm nay sống vậy để mà nuôi con, để tu hành đi. Đừng có bước thêm bước nữa nghe. Gánh đi chùa cho nó ngon lành. Ngày xưa còn chồng thì đi còn hỏi tới hỏi lui, nó cho đi mới được đi. Không cho đi nó về nó quýnh cho gãy giò. Bây giờ không có nó mà đi cho nó thoải mái. Đi chùa tu thoải mái. Lâu lâu nghỉ nguyên tuần vô chùa tu luôn thử có được không? Hiểu không? Vậy thì ngon quá, mấy bà đi kiếm thêm cái gánh khác làm chi? Chấp gánh gì à? Những đức nói cái gánh đó mà cha mẹ tạo cho mà nó còn gãy kìa. Chứ đừng có chi là cái gánh của mình đi chấp nói. Cái gánh chấp nói nó không có gì lâu dài đâu. Nó thường ngắn hạn lắm. Nó gãy liền bây giờ. Đừng có đi chấp làm chi mất công. Không có cái gì mà trong cõi đời này mà đã nam nữ nó lạ đâu. Nó cùng một đồng loại mà lạ gì? Nó có lạ đâu. Thứ gì nó cũng chán hết trơn. Hiểu không? Cứ mà sống như vậy mà lo tu đi. Cuộc đời còn lại mà lo tu. Thấy không? Vậy là yên quá rồi. Bước thêm chi? Thấy không? Gặp cái thằng nào mà lỡ mà nói này nói kia thì quay qua mà nói ê để tôi yên thì muốn tu muốn gì trời thấy ghê trời làm gì thấy ghê vậy tôi không thích nói mấy chuyện cái câu đó nghe chưa đùa với tôi á thôi lại bà tôi đi lúc đó mình cũng mắc cười quá chết luôn. Hiểu không? Nó có khi á mình xa chồng mình nó lúc mà mưa gió được con dê hai cẳng nó đứng ngoài cửa nó kêu sùm e
Lúc đó mình kéo màn ngồi thấy con dê ướt mình. Đứa ngoài mưa ướt mình chứ. Lúc đó mình thấy mình tội nghiệp, mình nói dê về đi con. Nó đứng nó kêu hoài. Một chút mình thấy tội nghiệp quá, mình lấy cái dù mình ra mình che nó, mình kêu nó vô nhà. Rồi xong luôn. Con dê này ghê lắm. Hiểu không? Thôi, mấy cái bà mà có chồng rồi mà lỡ chồng bỏ chồng chê đó, mấy bà niệm Phật sanh cực lạc đi. Chứ mấy bà đừng có chấp nói làm chi. Sau này á, nói chứ dạy con cũng khó lắm. Dạy con cũng khó lắm. Còn lỡ dính rồi thì thôi cũng cố gắng mà tu. Còn mấy bà mà chưa có dính thì đừng có dính. Còn mấy bà mà lỡ dính rồi thì thôi số phận, phải chịu thôi. Nghe không? Chứ giờ sao bây giờ? Mãn nào cũng được, nhưng mà tốt nhất thì chưa dính thì đừng có đi tìm mà dính. Còn gặp nó tìm tới thì mình hét hò cho nó chạy mắt dép đi. Không có những cái loại nghiệp á mà mình phải hét hò nó mới chạy. Nhất là cái loại nghiệp con dê hai cẳng. Phải hét hò, phải la lối được nó mới chạy. Hiểu không? Mà nó ghê lắm, nó cũng không có đơn giản. Nó cũng lì lợm lắm. Mình la đầu này nó lại đầu kia nó đứng. Rồi nó đứng ở lề đường, nó đứng ở ngoài chỗ vắng vẻ, nó đứng ở gốc cây mít, nó đứng tá lả ở bên, nó đứng tờ á, sao mà mình đi đâu cũng thấy nó đứng. Rồi có khi buổi trưa nắng nó đứng ngoài nắng, nó canh mà nó làm cái mặt tội nghiệp á. Nó đứng giết cho mình cảm động mà. Con quan gia nó kỳ lắm, nó theo mình, nó làm cảm động. Ban đầu nó dùng lời ngọt ngào, từ từ nó dùng bộ mặt buồn bã, khổ đau. Rồi từ từ nó bỏ ăn bỏ uống cho nó ốm ho gầy mòn. Nó làm đủ cách để mình thấy mình tội nghiệp nó. Cái con quan gia nó không phải đơn giản. Vậy mà khi mình đem nó về nhà rồi nó mới lôi ra là nó là quan gia. Nói tôi không ngờ anh á, bao nhiêu ngày tháng anh theo đuổi tôi, anh nói bao nhiêu lời đường mặt như vậy mà bây giờ anh lại chỗ ở bộ mặt này. Nó nói thì tao là quan gia. Hiểu không? Nếu là quan gia mà tao không dụ mày thì làm sao là quan gia? Mày phải chi mày cứng tâm cứng trí thì đâu có cái chuyện này xảy ra. Nên tao phải đi tìm mọi cách, tao phải đi hỏi Gia Cát Lượng, tao phải bài binh bố trận để tao phải túm gọn mày. Bây giờ tao túm gọn được mày rồi thì tao mới là quan gia. Chứ không lẽ lúc tao lỡ tao tìm mày, tao ghi trên chữ trên trán là quan gia. Nếu tao ghi chữ trên trán là quan gia thì mày chạy rồi. Tao phải nói chuyện ngọt. Không, mày thấy không? Nhiều con quan gia nó gặp không? Bây giờ mà quý vị có chồng, gặp nhiều người chồng mà nó đánh đập không? Ngày xưa nó đâu có đánh đập. Ngày xưa nó mới đến nó nói chuyện ngọt xớt. Em, để anh làm cho. Anh làm hết chuyện luôn. Em mà lấy anh là cái như cuộc đời của em không động móng tay nữa đó. Nhưng anh làm việc hết trong nhà, việc gì anh cũng làm. Mà lúc nó lỡ nhà nó làm ghế, nó làm kinh khủng luôn. Mà mình mà cứ khi mà mình dán cửa sổ mình nhìn, mình thấy nó làm mà mình tội nghiệp. Trời ơi, nó bự củi, nó vũ rơm, nó dán lúa, nó làm, nó gánh nước, nó làm quá trời làm. Vậy đó, mà khi nó đem về là nó quinh. Ghê chưa? Cái này không có đơn giản. Nên ngày xưa biết gì sao á, mà vợ chồng người ta cưới nhau mà nó ít chia tay không? Tại vì cái làm ghế 3 năm. Cái làm ghế 3 năm. Bởi vì người xưa người ta thông minh, muốn cưới con gái người ta phải làm ghế 3 năm. 3 năm đó là quý vị biết 3 năm gì không? 3 năm đó là 3 năm biết được cái thằng này có thật hay không. Nếu cái thằng dởm là chưa được năm nó chạy mất dép. Còn cái thằng thật thì được gán 3 năm nó làm ghế chứ sao. Mà bây giờ làm ghế 3 năm cực muốn chết mới được con vợ. Không lẽ bây giờ mình cưới con khác thêm 3 năm nữa hả? Nên cái khó khăn, cái khó khăn nó đâu có bỏ, đâu có chia tay. Hiểu chưa? Nên ngày xưa người ta nói cái chuyện ly dị là người ta lạ lắm. Ngày xưa mà cái thờ ba mẹ như Đức thôi, mà nói cái chuyện mà chia tay ly dị là cái chuyện này nó quá lạ. Tại vì sao? Vì làm ghế 3 năm là bữa củi đồ gánh nước muốn le lử, mới có được vợ. Nên cái chăn quý khi được con vợ mừng muốn chết. Ai mà dám bỏ vợ? Nên sống tình nghĩa mặn nồng, nó chịu 3 năm đó, nó tạo ra cái phước duyên của đôi vợ chồng. Còn bây giờ nó cứ dễ quá.
Bây giờ mình đem cái thằng rể về mà là cho nó làm rể nhà mình 3 năm, 3 năm có dựng sanh 3 đứa con. Chứ đừng có nói làm rể. Ngày xưa con gái nó ghê lắm mấy vị ơi. Mình lỡ mà làm rể nhà nó cho nó không bao giờ gặp mình á. Nó đem đồ ăn là nó kêu người khác đưa cho mình ăn, chứ nó không lỡ đưa. Mà lâu lâu mình kêu nó lỡ ngồi nói chuyện câu hay câu nó không. Thằng nào cưới đều tính. Ghê không? Nó không đơn giản. Còn bây giờ là nó có điện thoại. Bây giờ mình ở trong nhà nó không gặp mình bấm nhắn tin qua nhắn tin lỡ. Thấy không? Cờ kiểu đó nó nguy hiểm. Đó, vì thấy cái thời cuộc bây giờ là do gì nó hư, là do cái phương tiện, điều kiện tiện lợi quá nên dễ hư. Còn ngày xưa khó lắm. Ngày xưa mà ví dụ như mình hẹn hò gì bằng đêm mà đi chó vượt thấy mộ. Đường xá vắng vẻ, chó vượt. Ghê lắm. Chó sổ ta hay rồi. Bắt quýnh thấy mồ mình luôn. Đâu có dám. Trời ơi, quen bồ bịch mà đi bằng đêm chó vượt thấy mồ luôn. Chạy. Hồi xưa có lặng như đứa quen nhỏ nó bên sông. Trời ơi, đi ngang cái cầu khỉ. Cầu khỉ nó gung qua gung lại. Mà đi ngang cầu khỉ mà đã sợ rằng bắt cười quên chết. Mà con chó bên đây nó sủa mình, mình chạy qua bên kia, con chó bên kia đứt ngay cái con ngay cầu khỉ ngay chặn đường. Trời, mình nói mình gặp nhau bạn gái là mình không, mình gung bằng chết. Gặp rồi đó không còn cái tâm trạng gì đó chứ. Vì chó vượt không còn cái tâm trạng gì nói chuyện. Vừa gặp cái thôi chào em tôi về. Trời ơi, mỗi lần gặp em mà chó vượt muốn chết. Vậy đó nghe, mà đi ngang cái cầu khỉ giữa cầu chợt chân té xong. Té xong cái chùm. Lội lên cái gì mình mãi ướt nhẹp. Về gặp thêm ông già ba như đứt quýnh cho chặt nữa. Cái thứ gì đâu. Mày là tới quỷ ma bằng đêm không? Đi đâu mình mấy uống chè. Trời ơi, đúng là nó khổ thấy ghê. Đêm hôm mà đi mà té xong nữa chứ. Ta sợ ma rồi mà té xong. Thì thấy khổ ghê chưa? Đúng là ông kể chuyện thôi mà nó cười muốn ăn chết chà không biết. Nói về tới à đúng, mệt quá. Từ Bởi vì mấy cô Phật tử nói mà từng nào chủ nhật mà tôi không về là bố đó chết được á. Giống như kiểu này viết giống ghiền ốc phiện ấy vậy. Ghiền xì ke. Thấy không? Nó ghiền xì ke thì nó làm cho mình ốm ho gầy mòn. Còn nó ghiền Phật pháp thì nó giúp cho vị trẻ trung và đẹp. Ghê không? Hay không? Mình ghiền Phật pháp nó hay lắm quý vị. Tuy là cái cách nói chuyện đơn giản gì mà nó dẫn dắt quý vị. Nó làm cho quý vị giống như quên hết những cái nỗi khổ trong cái gia đình quý vị. Rồi nó làm cho quý vị một tuần chủ nhật nó tích tụ nguồn năng lượng. Rồi quý vị thấy ủa sao mà nó đơn giản quá mà sao mà nó cười, nó vui, nó thoải mái dữ vậy ta. Hiểu không? Không? Đó, đó, đó. Mà cái này nó sinh ra là từ đâu quý vị biết không? Niệm Phật à. Từ niệm Phật mà nó sanh ra. Thấy không? Những đức nói hương linh bây giờ là chắc cừ te tu tả tơ. Thiệt á, cừ dữ lắm. Nãy giờ mình cừ dữ quá. Thấy không? Quý vị cừ đến mức mà tứ đại giai không à. Ôi, có cái bà kia mà những đức giảng mà bà cừ đến mức mà tóc tai bà xù xuống. Mà khi quay phim lên mạng, bà hỏi bà, cái người này là ai? Cái bạn kế bên nói, bà chứ ai, trời ơi. Cười gì mà tóc tay gì mà xù xuống tới ghê. Tại vì tóc bà nó ngang 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 gì nè, bà chảy lên. Xong bà cười một chút, nó xù xuống.
sao trước gì nó quắn lại, nó sụ xuống, quay phim lên mà hỏi ai, đây là ai, nói bà chứ ai, cười đến mức vậy đó quý vị. Cười kinh khủng luôn. Có cái bà kia, bà đi đến chùa, bà nghe những đức giảng mà lăng nào bà đi đến bà cũng đánh kem nhiều lắm, đánh kem nhiều dữ lắm, một tạ kem nhé. Rồi bà tha son đỏ chói cái miệng à. Rồi bà mà những đức giả một chút, bà quá cười, bà cười một chút cái đầu mồ hôi nó chảy có đường có đường, thành sọc 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 sọc. Tại vì da mặt trong đen mà ở ngoài thì kem nó trắng, nên bà cười một chút cái đầu mồ hôi nó phát từ ở trong nó phát ra, thì mồ hôi nó đi từ lỗ chân lông nó ra, thì bắt đầu nó bung ra khỏi kem luôn. Thì bắt đầu là cái đường mồ hôi nó chảy theo cái đường nào mà lỗ chân lông nó đi, đường. Tàu ô quay phim lên nhìn cái mặt bà hết nói nổi luôn, y gan cái bánh bao chiều à. Còn bà cười một chút bà quên á, miệng mờm bà lấy tay bà chùi son á. Bà chùi son, bà chùi trời, bà chùi dính vậy nè, nó lên xuống lên xuống. Mà cái miệng bà chùi trung bình thì nó vậy thôi, mà gặp cái miệng bà đó bự nữa. Rồi bà quẹt chút nó bung lên, cuối cùng cái miệng mới giống như bà dảnh lên. Tội tội thế ghê vậy đó. Cuối cùng quay phim lên một lần, một từ đó sao bà không dám đánh kem đến chùa mình luôn. Bà nói biết rồi, cái môn giảng của ông thầy này nó giống như nó nổi hết con người mình ra luôn, nó làm cho mình là bung hết ra luôn. Từ đó về sau bà không dám nữa, bà lời chùa mình là bà không dám trang điểm luôn. Mà từ khi bà nghỉ trang điểm luôn, bà mới thấy bà sung sướng, bà thấy bà sung sướng. Rồi bắt đầu bà để tự nhiên, rồi bây giờ bà lại chùa mình viết, bây giờ da mặt bà đẹp, đẹp, thì là đẹp. Hay chưa? Quá hay, đúng không? Nà, mấy cô thấy không? Khi mình ngủ mình dưỡng da mặt rồi này kia bị ngủ cũng khó. Mà kem nó dính vô gối, hôi hám, mà chưa giặt cái kiếm dán nó bò vô, hôi lắm, đúng không? Mà từ khi mà không sức kem gì chứ, ngủ đâu có dính gối. À, mày thoải mái ghê, đúng không? Bây giờ dùng câu vật hiệu để mình tái tạo da, hiểu chưa? Dùng câu vật hiệu để tái tạo da lại, nó làm cho da mặt đẹp lại. Chứ sao, câu vật hiệu mà, câu vật hiệu nó phát từ tâm ra mà sanh tướng. Mà câu vật hiệu nó quá thiện, nên từ nơi đó mà làm cho tất cả tế bào của chúng ta nó được tươi mát, nó giúp cho những cái tế bào mà bị bệnh đau yếu ớt phát triển mạnh mẽ lại. Nên con người khi mà niệm Phật nó hừng hực nội tâm lên, và cái tâm thiện này nó phát đến mức cực điểm luôn, nó phát rộng ra tặng hư không biết pháp giới. Đó, tâm niệm Phật nó lớn vậy đó. Vậy ăn đâu, vì thấy không, cái tâm những đức ngày xưa chưa đi tu cái gì đâu, nghĩ mình không nghĩ ai đâu. Nhưng mà niệm Phật giết bây giờ nghĩ cho người ta quá trời, nghĩ cho chúng sanh không, cực khổ cũng nghĩ cho chúng sanh, thấy chưa? Lên nói chuyện mà nói đủ cách làm sao cho người ta vui, nghĩ như người ta không à, quên chính mình. Có khi mà lên nghe lại mắc cỡ cũng chết. Lên giảng thì xong mà giảng thấy ghê quá, giống gì cũng nói được thấy ghê quá. Nghĩ gì người ta không, quên mất tiêu mình luôn. Lên nghe lại mới giật mình rỡn ốc à, do nghĩ gì người ta nên lên thuyết pháp ầm ầm đó. Chứ không nghĩ gì người ta sao thuyết pháp. Vì thấy không, niệm niệm nghĩ gì người nên cảm với cái nguyện Phật. Mà khi cảm với nguyện Phật thì cái tâm của người mình và tự tánh mình nó hiển lộ tánh Phật ra, nên trí tuệ nó phát sinh, nên thiết hoài cũng được. Thấy không, đâu có dám câu đâu, nói hoài luôn, mà càng nói mạnh. Thấy không, rõ ràng chưa? Chứ gặp mà nó không gì người ta, nó nói một chút tới gần cuối cùng nói đâu có nổi. Các vị thấy ca sĩ nó hát chừng hai bài thôi là mình sợ nó đứt hơn gì, hát đâu nổi đâu, hát hai bài à, một bài hát có khi lên không nổi rồi đó. Vì mà những đức tiếng gửi rồi đó, vẫn đâu tiếng ầm ầm, không người nó hừng hực, thấy chưa? Cái này đâu có đơn giản, này là do niệm Phật mà ra. Đó, quý vị thấy rõ ràng không, những đức là do mót câu Phật hiệu, chứ lên chánh điện đâu có được bao nhiêu. Mót câu Phật hiệu, đi đứng nằm ngồi cứ niệm Phật hoài à. Nó này cái máy nghe pháp này nữa, díu âm tặng gì nè, pháp đẹp quá trời đẹp luôn, quá đẹp đúng không?
Cái máy nghe pháp này mà chứa 1,000+ bài giảng trong đây. Mà nó làm máy niệm Phật luôn cũng được nữa. Nó làm máy niệm Phật nó cũng dễ xài. Nó dễ xài lắm. Nên khi mỗi một người chúng ta được có chiếc máy nghe pháp này thì mỗi người chúng ta nên trân quý. Nghe lớn lắm quý vị. Những đức nghe rất là lớn luôn. Mà có những điều niệm Phật luôn thì mình đem máy niệm Phật cũng được. Nghe pháp mỗi lúc mỗi nơi cũng được. Đó. Thẻ trong nằm hết hoàn toàn, kính hết luôn. Nó thấy cái máy chất lượng ghê. Mà bữa đó là bên công ty người ta qua tới bên đây. Người ta qua tới bên đây luôn. Công ty nước ngoài qua tới chùa mình luôn á. Thì 5-6 người đủ duyên. Có một cái anh này bên Hà Nội á, ảnh biết tiếng Trung rành dữ lắm. Anh thấy chùa mình phát triển máy nghe pháp gì, anh kết nối hai bên đến máy nghe pháp. Nên nhà Đức đặt 3,000 cái. Ý 30,000 cái, quên nó lộn. Đặt 30,000 cái. Một cái của nó là hình như là 125,000. 125,000 thẻ luôn rồi đó nghe. 125,000 thẻ luôn. Là cái máy và thẻ 16GB nằm trong đây. Là giá gì cũng được rồi, thấy không? Được lắm rồi đó. Như hôm qua nghe nói 125,000 phải không anh? À, thì bây giờ cái máy này nhà Đức đang đặt 30,000 cái 19 tháng 9 để chúng ta tặng á. Dĩ quan âm. Nhưng Đức nghĩ 19 tháng 9 đợt này chắc khoảng 30,000 người đi á. À, chẳng đâu. Nên chuyến này nhà Đức đặt 30,000 cái máy này để mình tặng. 30,000 chiếc cái máy này vì tính ra cũng nhiều tiền không dẫn đâu. Đúng không? Nên từ nơi đó mà khắp nơi nơi mình thích làm pháp thí thì chung tay. Tại vì mình làm việc tốt mới bị tặng thiệt mà. Tặng mà. Rồi 19 tháng 2 là chúng ta sẽ tặng đèn bông sen. Kệ. Ai đặt thì đặt, nhưng mà mình phải tặng là tặng à. Nó mà cái đèn bông sen sau này làm đang đặt 10,000 cái bên công ty mới này người ta làm. Là đèn bông sen có bài pháp giảng cho củ quyền thất tổ. Rồi những cái năng lượng mà niệm Phật thì có một bài pháp cho những loài động vật nghe luôn. Chúng sanh được lợi ích. Đó. Còn mỗi một cái máy niệm Phật chúng ta sau này toàn trong đó có 3 bài pháp ngắn rất hay. Rất hay luôn quý vị à, nghe đi. Thấy rất là hay, nhắc nhở đủ hết trơn. Ông bà cha mẹ già nghe cũng ngon, để ngay lỗ tai nghe, đúng không? Nên chiếc máy nghe pháp này bây giờ bắt đầu là cho công ty người ta làm rồi đó. Từ bây giờ làm mới kịp. Nha. Như Đức nói với anh rằng cái quan trọng là chất lượng. Tại vì sao? Anh người Việt mình mà nói tiếng Trung, anh Như Đức nói là chất lượng. Tại vì khi mình tặng cho các cụ hay các cụ đặt, là các cụ đi xa, cụ đi về nhà, không có nói cái chuyện mà đi đổi lại. Nên tội nghiệp các cụ lắm. Ta tặng một cái máy thì mong cho người ta cái máy nó được. Nên cái chất lượng là cái quan trọng. Nói với họ chất lượng mình sẽ làm lâu dài. Cái gì cũng vậy, chất lượng là lâu dài. Với một nữa chùa mình, người ta nghe những Đức giảng nên người ta thích lắm. Những bài giảng như Đức Tiên nó đơn giản vậy đó mà người ta lại niệm Phật. Lạ vậy đó. Nó có những người người ta gặp như Đức ta nói, tôi hỏi thiệt thầy, thầy có chơi bùa không? Như Đức nói có. Cái chữ bùa mà những Đức viết nó khác cái chữ bùa người ta viết. Người ta viết chữ bùa, người ta viết một câu nào đó thôi, người ta sẽ dùng toàn tâm toàn ý, người ta viết một phát một là ra cái chữ bùa liền mới linh. Còn cái chữ bùa những Đức là phải viết 4 chữ. Nghe không? Hỏi gì? Bùa mà viết 4 chữ dữ à? Viết 4 chữ. Viết chữ Việt luôn. Còn ông viết chữ bùa là đâu có viết cái chữ Việt đâu. Viết cái chữ mình đọc đâu có được, quằn quéo. Thấy không? Mà người viết bùa là toàn tâm toàn ý nghe. Đặt cái bút xuống rẹt 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 linh. Còn đặt vào mà viết một phát mà vọng tưởng là không linh. Quý vị đi hỏi người viết bùa coi đúng không? Người nào mà đạt trình độ mà viết một phát ra một cái chữ, chữ đó là phải viết toàn tâm toàn ý, định tâm hoàn toàn để viết ra lá bùa linh. Không?
Còn mình viết chữ bùa, viết từ chữ A Di Đà Phật, đúng không? Đó, chỉ có một câu A Di Đà Phật này là thu giết chúng sanh thôi, chứ bùa gì, đúng không? Bùa mình làm cho một hai người nó đồng nghiệp với mình, đồng cảnh, đồng nghiệp, đồng duyên, đồng nợ với mình, rồi mình mới làm cho người ta đi theo mình. Nếu như cái người này không đồng duyên, đồng nghiệp với mình thì mình có làm bùa người ta cũng không dính. Nên tất cả những người mà sợ bỏ bùa là do quý vị có cái nghiệp bùa nên vì mới sợ người ta bỏ bùa. Chứ quý vị không bỏ bùa ai trong nhiều đời nhiều kiếp thì ai bỏ bùa được quý vị, đúng không? Cái lá bùa linh mà bùa mà làm cho người ta mê, đây là một cái tâm trạng xấu. Mà câu vật hiệu là một cái thiện tâm, quý vị niệm Phật thì bùa nào vào người quý vị được, đúng không quý vị? Đó. Nên cái người mà bị dính bùa, dính ngải mà chịu niệm Phật đi, ra liền. Trời ơi, bùa ngải mà nó nhào vô. Câu Phật hiệu là quang minh phổ chiếu, sao mà nhào vô được? Nhào vô một cái là độ nó gì cực lạc luôn. Thì nó chuyện dẫn chơi, thấy không? Đó, phải tin chỗ này nghe. Nên đừng có bao giờ sợ người ta bỏ bùa, bỏ ngải mình. Cái tâm mình sợ nó dính, sợ là dính. Chứ sao? Giống mình sợ ma nên ma nhát. Ai mà sợ ma là ma nhát, chứ sao? Ma bắt coi mặt người ta, nó coi con nào, con nhỏ nào nhát nhát thì nó lỡ nó chọc hoài. Nó thì nó coi có đứa nào nhát thì ma nó mới nhát. Còn mình ghen sao ma dám nhát? Tôi nè, ma nào dám nhát? Thấy không? Trời ơi, tôi mà gặp mà lỡ gần hỏi muốn cái gì? Niệm Phật thì mai xuống nghe Pháp. Niệm Phật uống gì đây? Dạ cung đi thực thì chưa mai cung. Dạ đi chỗ khác chơi, tôi đi ngủ cái kìa. Rồi đi mắc dép luôn. Làm gì được nhau? Làm gì được nhau? Nước sông phạm nước giếng, đúng không? Mình làm cái việc cho người ta mà, ai mà đi lỡ kiếm chuyện mình? Muốn kiếm chuyện cũng khó lắm á, không có giỡn đâu nghe quý vị. Nghe không? Nên quý vị tu hành cái tâm quý vị nó phải mạnh. Thì không có ai á mà tự nhiên người ta xâm nhập vào cái tâm quý vị đâu. Hôm qua gặp cái bà kia, bà nói: dạ thưa thầy, con hỏi thầy, con niệm Phật mà con gì niệm như vậy, đúng hay sai vậy thầy? Những Đức nói: tôi vừa nghe bà nói là tôi biết sai rồi. Niệm Phật mà nói chuyện gì đâu, cái tiếng kỳ cục cũng chết luôn. Mà nói đi, nói đúng hay sai là nói sao? Bà nói: con niệm Phật mà con nghe trong tâm con nó cứu con. Con chó ở nhà là ông cố nội con. Con mèo là bà ngoại con. Con nghe trong tâm nó kêu sai khiến con làm này làm kia. Con xin hỏi thầy, con niệm Phật gì đúng hay sai? Đứa nó sai bét. Sai rồi còn cái gì nữa? Bà niệm Phật là bà phải biết được bà đang niệm Phật. Cái tâm của bà làm cái gì là do tự bà làm. Bà suy nghĩ bà làm thiện hay ác là bà phải biết. Nên Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn hay nói rằng người tu hành mà không biết bản tâm thì học đạo vô ích. Bà là không biết bản tâm bà đó. Nên có người học đạo thiện thì biết thiện, ác là biết ác. Mình làm việc đó là chính bản thân mình phát tâm mình làm, chứ không ai ép mình chứ nha. Tôi thích là tôi làm, không thích thì nghỉ. Tôi biết tôi là như vậy đấy. Đúng rồi, hiểu không quý vị? Này học đạo mà niệm Phật mà cái tâm nó sai khiến. Những đứa hỏi cái tâm bà ở đâu? Dạ con cũng không biết nữa. Thì thôi bà bó tay luôn rồi. Ai mà cứu được bà? Phật con không cứu được bà nữa. Tại vì sao? Vì bà không biết cái tâm bà. Bây giờ bà bị cái tâm bà mà nó dẫn dắt bà, người ta chiếm hữu cái tâm bà luôn. Người ta dẫn dắt bà, người ta sai khiến bà luôn rồi. Bà thua rồi. Nên mình niệm Phật ngay vị, ác cũng chưa đáng sợ. Vì mình biết mình làm ác. Thiện thì mình biết mình làm thiện. Thì từ nơi cái làm ác mình quay lại mình làm thiện. Thiện với ác cũng như cái lật bàn tay với ló gì. Ác thiện, ác thiện, ác thiện. Cứ vậy thôi, đúng không? Nay làm ác mai làm thiện thì mình thấy thiện tốt rồi mình cứ làm thiện đi, vậy là được rồi. Nên mỗi một con người tu hành quý vị phải bình tĩnh để cái tâm của mình nó đặc biệt. Dù là mình tu hành mình biết là có hương linh để mình độ người ta, mình giúp người ta, nói tiếng độ người ta, chứ thật sự là mình tu để cho người ta tu theo. Chứ mình đừng có chạy theo hương linh. Cái người mà tu mà chạy theo hương linh hoài, cái người này tu sau này có chuyện đó.
cái tâm của mình tu nó phải đặt vào Phật chứ không phải đặt vào hương linh. Quý vị thấy hồi xưa trên mạng có cái bà đó, bà cũng nổi tiếng ở bên Mỹ á, nó nổi tiếng mà dẫn dắt một số người đó, nghe pháp niệm Phật đồ quá trời. Bà niệm Phật một thời gian, cuối cùng bà chuyển qua tùm lum tùm la, rồi bà nói là bà đi xuống dưới địa ngục rồi được Địa Tạng Bồ Tát rồi dẫn bà đi rồi. Chuyện này nói bậy nói sai, dù mình có được gì chăng nữa mình cũng không dám đụng vô, mình không có nói gì. Ai mà đi nói mấy cái chuyện đó, ai mà đi nói cái chuyện bậy bạ đó, không có nói được. Cái chuyện đó là cái chuyện ngoài cái cảnh giới phàm phu mình, dù mình có Phật Bồ Tát thì hiện mình cũng vẫn là cái cảnh giới phàm phu của cõi này, mình không có nói mấy chuyện đó được. Mình chỉ nói về nhân quả Phật pháp, mình phiên người ta tu hành thôi, chứ mình không có nói cái chuyện mơ hồ đó. Dù mình tu tới đỉnh cao gì đi chăng nữa, mình vẫn là phải là người bình thường ở cõi đời này, thì mình dẫn dắt người ta tu đạo, người ta không có nói mình làm người ta mê tín dị đoan. Còn mình nói vậy là mình nói cái chuyện mà mê hoặc chúng, sai. Vì vậy mà học đạo bị nghe những con người, bị gặp những con người đó chánh liền, chánh người đó, thấy không? Biết rằng cảnh giới hương linh là người ta khổ, nhưng mình đang khuyên nè, người tu hành để hồi hướng cho người ta nè, rồi mình nói gì để cho hương linh ta tu theo nè, rồi để xóa bớt đi cái tâm hận thù, báo thù nè. Đúng rồi, Phật pháp là khuyên thôi, người ta buông kệ người ta, cái chuyện đó mình không có đụng vô. Còn nếu mình tu học mà mình đi đến đâu mà mình nghe nào là hương linh nhập xác, nhập ra, nhập vào, nhập vô, nhập ra, rồi bắt đầu là quy y, nhập hương linh, nhập ra, nhập vô, không có đúng. Vì coi cái đạo tràng ta đông gì có ai nhập không? Ai dám nhập? Ai nhập tôi cho mấy chú đem ra ngoài cổng chùa để ngoài luôn. Không quy y, không có nói dòng do, chứ tôi chỉ nói người bình thường. Còn hương linh đi ra ngoài trước chơi, còn vô đây là phải ngồi nghe pháp, không được nhập ai chứ á. Ta không chấp nhận sao dám? Chùa có bao giờ có chuyện này xảy ra không? Không, tôi không có làm cái chuyện này. Có lần mà đi bên kia về, đây ngồi 4-5 người nó, ở ngoài trước đó, nó nhập xác nhờ thầy quy y giùm. Con thấy thầy vừa ra xe bên kia là con biết thầy đang trên đường về đấy. Nó thôi mệt quá, ông nội, đi ra chỗ khác chơi, tôi không có dính mấy chỗ này. Đi về, đi ra chỗ khác, tôi không dính chỗ này. Dạ thầy cứu giùm. Không, tôi không cứu được ai chân á. Chừng nào bình tĩnh lại đây. Còn nói cái chuyện hương linh nhập, tôi không dính vô, không đụng ai luôn. Tôi không làm được, tôi cảnh giới của phàm phu. Tờ giấy che nghe con mắt tôi còn không thấy bên kia mà, chứ đừng nói chi mà tôi nói hương linh. Tôi có biết ông là hương linh hay là hương gì. Tôi đâu có biết, tôi không có đụng cái chuyện này. Tuy nhiên rồi ra xe đi, cái dù mất tiêu, tới bây giờ không thấy tin tức. Gặp mà mình làm một lần đi là nó báo với nhau, cuối cùng nó lỡ nó tìm mình hoài, lâu ngày mà thành mê tín dị đoan. Ngày xưa có một vị thấy bị thấy chưa, hương linh nhập, hương linh nhập, giết nó quen cái tật, cuối cùng nó vớt một cái nó lặt màn mình luôn. Thôi tôi không chơi với hương linh, giúp hương linh nhưng mà không chơi với hương linh. Vì chơi với hương linh có cái gì, lôi ai ra làm bằng chứng? Hương linh đâu có làm chứng cho mình đâu chẹt. Mà hương linh làm chứng xã hội ta không có chấp nhận. Con người làm chứng con người thì được, chứ hương linh không có làm chứng được. Nên cái chuyện này tôi không có dám phế, tôi không có dám phế mà tôi không dám đụng. Tôi chỉ là niệm Phật thôi à, khuyên mấy bà già niệm Phật vậy đó. Phật tử ai thích thì về nghe tôi nói chuyện, cười chơi một chút đó. Đúng không? Vậy là được rồi à. Thôi ai có cảnh giới cao siêu thì ta làm chuyện đó của người ta đi. Nhưng mà rớt đó, rớt đó. Nó đi tu mà, thí dụ như bây giờ quý vị đi vòng do tâm quắc, quý vị cứ hướng đến hương linh hoài, đi hoài, đi cầu siêu hương linh không, rồi sau này cận tử nghiệp thì sẽ thấy quý vị không cầu siêu được cho họ, mà nó quay ngược lại quý vị. Tại vì không cầu siêu được, cái cảnh giới của mình còn nhiều cái nắm bắt, sao mình siêu. Mình muốn cầu siêu được cho người ta là mình phải siêu. Mình chưa siêu được mà mình lao theo cái chỗ đó đâu có được. Đâu phải là mình nói cái chuyện mình tụng 2-7 bài kinh rồi mình siêu cho người ta, không phải. Mà là cái thuyết pháp nó thông tâm. Thông tâm rồi mở cái tâm buông xuống hạng thù, buông xuống cái hạng thù rồi nương rồi bổ nguyện rồi Phật rước, chứ mình không có giúp người ta gì chứ. Hiểu không? Những điều nhà Đức chia sẻ này, quý vị yên tâm đi, 100% với quý vị, không có sai đâu. Hiểu không? Quý vị tu là yên lắm, yên re luôn, không có chuyện gì xảy ra chứ nha. Nó quý vị, tất cả các cô về đây tu, có một cô nào mà vô chùa mình mà bị hương linh nhập không? Dù mấy cô cũng mang nghiệp phá thai đó, mà hương linh con cũng không dám vô nữa. Không dám. Gặp tu chạy mắt dép, dám gì.
Nghe như vậy thôi là biết thầy không đồng ý rồi, sao dám, hiểu không? Chùa có long thần hộ pháp, thầy ông giảng pháp vậy mà nói mà nhào vô tầm bậy, hộ pháp sắp xếp với bị luôn, đúng chưa? Dám không? Yeah. Vậy là yên rồi đúng không? Đó, quý vị nhớ nghe, tất cả những gì chúng ta chia sẻ nhớ nắm chắc câu bạc hiệu, tín nguyện cho cực kỳ kiên cố, nắm chắc câu bạc hiệu đi thành tựu. Gia đình nào mà có con cháu mà người ta đi tu mà cản trở người ta là phiền phức. Giống như vừa đó con đứa bé 14 tuổi nó hiền lắm, vô chùa tu. Mà ba nó với cô dì quyết tâm lên dùng mọi cách để dẫn nhỏ về. Cái dẫn về làm gì? Dẫn về để làm mắm hay chi à? Dẫn về thì cũng gả thôi chứ làm gì. Con gái ở trong chùa không bị người ta xử lý, đem về nhà cũng bị xử lý thôi. Đem về gì không lẽ là giữ hoài ở đó. Trời ơi, thứ gì mà khôn kinh khủng. Đúng không? Suy nghĩ đi. Ví dụ như con gái của tôi thương con gái tôi không muốn nào xử lý con gái tôi chứ. Nó đi tu là mừng cũng chết rồi. Còn giờ cái đứa không chịu đi tu ép nó cũng không được nữa, hiểu chưa? Từ nơi đó mà nó đi tu nó lành lặn ngon hơn, khỏi bầu bì khỏi đẻ, hiểu chưa? Giữ nhà chứ à. Trời ơi, ông cha ông thương con mà ông khờ hơn cái gì. Thôi mấy cha suy nghĩ lại đi, nói câu này cho mấy ông khôn chút. Giờ con gái mình để trong nhà hoài được không? Mình thấy vợ mình xử vợ mình nó khổ te tu chưa? Mình nhìn từ vợ mình nó đẻ te tu, nó khổ bụng bự bụng bầu luôn. Mình hỏi vợ mình có đẻ khổ không? Nói giảng cái này mới đầu khóa nè. Đố ông thầy nào mà dám giảng kiểu này luôn. Đúng quý vị? Suy nghĩ cho kỹ đi. Nhiều người làm cha làm mẹ mà không cho con gái đi tu, suy nghĩ kỹ đi. Không cho con trai đi tu, suy nghĩ kỹ đi. Thằng con trai mình ở nhà nó đi có vợ, khi nó nghe lời vợ nó chửi mình lại đó. Còn nó đi tu là nó không chửi mình. Mà nhất là vô chùa mình nó tu là nó làm chuyện ngon lành. Nhiều việc nó làm quá, nó khỏi càng phải đi kiếm ăn nữa. Đâu phải chùa mình mà bắt đi kiếm ăn đâu, mà đi làm việc cho chúng sanh. Nó làm việc cho chúng sanh là gan nghề ấy. Trời ơi, vì thấy Đức Thích Ca Mâu Ni ngày mới bỏ thời gian bao nhiêu năm tu mới gan nghề chưa? Đúng không? Bao nhiêu năm ngày ẩn cư trong núi rừng, ngày tu hành mà 6 năm mà khổ hạnh mà chưa gắn nghề được. Ngài phải lãnh ngộ rồi xong Ngài mới quyết tâm, Ngài tu thêm một thời gian đó Ngài mới lãnh ngộ, rồi Ngài mới giác ngộ, Ngài mới thành Phật, lúc đó Ngài mới đi gắn nghề. Phải không? Còn giờ vô chùa mình cái là gắn nghề à. Vô chùa mình là phục vụ chúng sanh luôn à. Nghe không? Miệng liền. Này là số 1. Khó tìm đâu ra. Hiểu không? Trời ơi, không biết suy nghĩ gì chứ. Sanh thằng con trai mình thương nó mà nó chịu đi tu, thằng con trai này nó bên cạnh mình hoài. Lúc nào mình vô chùa cũng còn con trai. Còn nó mà đi cưới vợ kia, nó nghe lời vợ, nó có gia đình riêng, đố nó nhìn tới mình. Phải bao nhiêu người vậy không? Trời ơi, không biết gì hết trơn, thấy không? Còn giờ mình nhìn từ vợ mình cũng nhìn con gái mình nè. Nhìn vợ mình đi, lúc mà mình lấy nó tới giờ nó khổ te tua phải không? Mình hỏi nó coi, trời ơi vui nhiêu đâu, vui được bao lâu đâu, thì cái ủng trình bình là vui gì nữa vợ. Thì mình nhìn từ vợ mình thì mình thấy con gái mình, thì con gái mình đi tu nó không có trình bình cái bụng. Thì mình thương con gái mình cho nó đừng có khổ, đó mới là tình thương. Chứ mình có giữ bên cạnh mình được không? Trời ơi, ở ngoài đời á, nó phải theo cái cảnh đời. Nó theo cảnh đời, nó nhìn cảnh này, nhìn cảnh kia, nhìn cảnh nọ. Nó mới 14, 15 tuổi là nó muốn rồi. Thì nó nhìn cái cảnh nó theo. Thì giờ nó được vô chùa, nó cắt đứt cái sợi dây đó, nó đỡ tối đa. Mình mà muốn thương con mình phải có góc độ trí tuệ mới thương được. Còn thí dụ như nó đi không được thì nó trở về, nó sống xã hội nó cũng đâu có trách mình được. Đường nào nó cũng có trách mình, phải chi mà nó đi làm gái thì mày cản. Còn nó đi tu cản chi? Hiểu không? Suy nghĩ đi. Trời ơi, cái này ta nói xác thực, nói mạnh để cho mấy người mà có con cái đi tu suy nghĩ kỹ. Quý vị vô chùa tu được không? Không. Có nhiều người vô chùa tu đâu có được. Nhiều người cha mẹ vô chùa tu đâu có được đâu.
Vì mà nó đi tu được là nó cao thủ hơn mình ơi. À, như quý vị bây giờ vô chùa tu là được, nhưng mà bị tu luôn chưa chắc á. Đừng nói chuyện giỡn chơi nghe. Vô lâu lâu 2-3 ngày cười hú hí vậy đó, hoặc 5-6 ngày cười hú hí đó, thử ở luôn đi rồi sẽ biết à. Trời ơi, vô đây ở 2-3 ngày cách ly vợ chồng được, nhưng mà ở luôn mà cách ly thử coi không. Thử rồi biết. Đừng có cản người ta. Con mình nó đi con đường nó hơn mình rồi, mình cho nó đi đi, nó đi không được nó trở về, nó cũng có kinh nghiệm hơn. Hiểu không? Nó được ngày nào đỡ ngày nấy. Nó lôi nhỏ về nhốt lại. Khôn thiệt ghê. Nghe cái tỉnh ngộ luôn. Đúng không thầy, nó giảng ghê thiệt. Đúng rồi. Nhìn từ vợ mình mà lúc đó mình hỏi vợ em, tôi hỏi thật lòng bà, từ khi bà lấy tôi tới bây giờ, cái sung sướng của bà nó nhiều hay cái khổ đau nó nhiều ý bà? Lúc đó bà nói, tôi nói ông đừng có buồn nghe, bà nói đi, tôi khổ hơn cái gì, sung sướng gì đâu, khổ nhiều chứ vui được bao nhiêu đó ông U. Đó nên cái đứa mà nó không muốn đi tu vì có ép đi tu, tu cũng được. Nó thích như vậy mà. Khổ khổ cho lao đầu vô nó khổ. Nó thích như vậy mà sao ép đi tu. Còn cái đứa muốn đi tu thì tạo điều kiện cho nó đi tu. Đừng có cản. Nó tăng thượng duyên được chút nào đỡ chút nấy. Quý vị nghe gì vậy ta? Nó cảm giác rõ ràng xác thực. Nó mạnh mẽ nữa. Mình là ông thầy mà nói chuyện mạnh mẽ rõ ràng. Khỏi cần suy nghĩ ai nói gì mình, quan tâm chi cho nó mệt. Miễn chúng sanh lợi ích thôi. Đúng không? Sanh lợi ích là được rồi. Biết sao vừa lòng ngư. Nó ngon nó ngọt thì nói ông thầy xạo. Nói dữ dằn nó ông thầy hung dữ. Nói thẳng thắn nó ông thầy lộ liễu thấy ghê. Sao mà cũng nói được chứ nghe. Vì miễn chỗ nào giúp cho chúng sanh được thì cứ nói đi. Đúng không? Mà tí nói vậy mà ta phái. Thấy chưa? Ta phái mà. Đó, quý vị thấy siêu thoát chưa? Mà thấy đi lại chùa mình là siêu thoát chưa? Tháng 7 mà kiểu này là siêu thoát hết trơn. Hiểu không? Nó ví dụ như giờ mà nói tháng 7 mà rầu rĩ thì sao siêu thoát? Đi đến chùa mình mà ta cười vui vẻ gì nên cái tâm trạng buồn mất tiêu. Bây giờ không cho người ta cười để người ta chửi buồn lại hả? Cười là một phương pháp gì? Cười là một phương pháp giải mã nỗi đau khổ. Thấy chưa? Cái mã số đau khổ á, người ta tìm mọi cách để giải mã, nhiều cách lắm quý vị. Nhưng mà không ai hiểu được cái giải mã của nỗi buồn chỉ đúng là chữ cười. Quý vị, cười là giải mã buồn đó quý vị ơi. Nên con người mà mỗi ngày mà cười thường xuyên đi, con người này không buồn bao nhiêu chứ á. Trời ơi, cô hồn mà buồn thì làm gì còn gọi là cô hồn. Cô hồn là buồn nên gọi là cô hồn. Còn nếu cô hồn mà vui thì gọi là hương linh. Hiểu chưa? Tại vì họ vui vẻ, họ hoan hỷ, họ không hận thù ai, nên cái hương đức hạnh họ phát triển, nên linh thức họ mới sáng. Họ nương một bổ nguyện để cầu sanh cực lạc, gọi là hương linh. Nên tất cả cô hồn nghe nè, quý vị mà mỗi ngày âu sầu hận thù thì danh từ quý vị gọi là cô hồn. Còn nếu như mỗi ngày quý vị nhìn thấu buông xuống mà niệm Phật thì gọi là hương linh. Nhớ nghe. Đó. Trong dịp tháng 7 này mà về đây mà tu kiểu này là thôi. Cầu siêu thù thắng. Tại vì quá trời đông người nè, cùng dùng cái đại lực. Đây là đại lực nha quý vị. Phải tiểu lực là đại lực. Mà giờ này còn bao nhiêu người đang nghe Pháp khắp nơi kìa. Mà cái nơi quý vị đang ngồi nghe Pháp trực tiếp đó là hương linh của bu xung quanh bị nghe đó.
Vẫn chưa hả? Ông mình giả quá mà người sống mà cười vậy là hư linh cũng cười sặc sặc. Chẳng sao. Bây giờ quý vị mà giảng pháp làm người ta khóc à. Giảng pháp mà làm người ta khóc là đỏ chết mồ. Khóc mà. Khóc lóc. Hiểu không? Tôi nói tôi á nghe. Ai giảng kệ người ta, tôi nói tôi á. Nếu tôi giảng pháp mà làm người ta khóc là tôi đỏ thấy mồ. Còn ai giảng pháp người ta khóc mà ta giác ngộ, đó là chuyện của người ta giảng. Còn riêng tôi mà giảng pháp mà làm người ta khóc là tôi đỏ đó. Riêng cái khả năng tôi là nó kỳ cục lắm. Tôi phải giảng làm sao mà đạt trình độ là người ta phải cười. Cười đến mức mà quên cả nhà cửa. Cười đến mức mà quên cả chồng con. Quý vị biết cái sự khổ đau của mình là nhớ nhà cửa chồng con. Mà làm thế vị mà cười mà quên cả gia đình vợ con chồng vợ gì sạch chứ lại bị vui ghê lắm. Đó, tự tại. Đó. Nên tuần nào mình phải đến. Thấy chưa? Nó nên cái này là cái đại cầu siêu nè. Làm sao không biết mà trong lòng người ta nó hừng hực cái tâm vui vẻ an lạc, rồi người ta phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì cái này đúng là nó quá hay, nó quá tuyệt vời. Nên mỗi người quý vị, mình sống trong cuộc đời này, bản thân mình bây giờ đang được sống như vậy, thấy hạnh phúc quá. Giờ này còn bao nhiêu người, người ta chủ nhật được nghỉ người ta ngủ, rồi người ta uống cà phê, hoặc người ta đi xuống Vũng Tàu tắm, đến đi du lịch đồ chơi này kia, đúng không? Mình lại ngồi đây bằng áo lam, ngồi trước chánh điện, rồi mình được nghe pháp, mình được niệm Phật, mình được cười. Thấy không? Chủ nhật này mà chạy xe khi kẹt xe nữa, kẹt xe tùm lum, vô đây thoải mái không có kẹt gì, đúng không? Ngồi lại ấm áp. Có người tu không à, mà mình ngồi chung vậy, có khi mình ngồi gần Phật á, Phật thì hiện cái bên mình. Ừ, giỡn đâu nghe. Phật thị hiện á để hộ trì cái đạo tràng niệm Phật, để cho người ta nghe pháp được bình yên, để cho mấy người đây nghe pháp đừng có ngủ gục. Hãy giỡn nghe, Phật mà ông gia hộ ngủ sạch nhất, trước nhất là đức ngủ. Nói ngủ là những đức giả không có hồn, thì quý vị ngồi với ngủ hết trơn hay sao? Những đức lên mà những đức ru quý vị thì ngủ sạch nhất. Người sống mà còn mà nghe mà còn chắc hương linh chắc à. Tại hương linh họ không có cái thang, nên hương linh mà họ mà buồn ngủ là tại sao? Tại mấy bà mà ngồi mà còn thì hương linh nó ngủ sạch nhất chứ sao. Từ nơi đó mà bây giờ Phật gia hộ cho mấy bà tỉnh táo, mà Phật gia hộ ngay chỗ những đức để làm mấy bà tỉnh táo, đúng không? Vẫn chưa nghe. Hiểu không? Này nói câu dưỡng chơi hoài. Đó, nên quý vị biết rằng mình trong cái tháng 7 này nè, tại nhà cũng xuyên niệm Phật, sáng tối niệm Phật, lễ Phật, rồi đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Nhớ nãy nói câu nói á, cô hồn đậy ngoài đường đi, nó xem từng nhà, xem từng nhà, nhà nào si phước, gặp từng người. Bây giờ quý vị cứ nghĩ, một người sống, 10 cô hồn kế bên, 10 là ít á. Và thường tình không thì nói nửa đoạn đường, chúng ta nói 10 thôi. Một người sống, 10 cô hồn xung quanh. Một người sống, 10 cô hồn xung quanh. Vậy thì quý vị sao nó biết hết à. Rồi quan gia đeo theo để chờ cơ hội báo thù trong cái tháng 7 này tới nè. Bắt đầu nhìn quý vị si phước xử lý. Đang chạy xe đạp, bẻ bánh lái té cái hỉ. Té cái hì.
hiểu không? Chày tay chày chân đó. Nói này là tết chày tay chày chân thôi đó nghe, không có nói lớn lao á, nhớ đó. Rồi mỗi một đứa, một trai, một gái nhỏ nhỏ cũng là trong tháng 7 này cô hồn bu xung quanh nhau nhóc, quậy phá bắt hiếu, chữ cha mắng mẹ, hỗn ẩu quýnh vợ quýnh con, chữ tùm lum chữ tùm bậy chết. Nó xử lý quý vị đẹp mắt. Mà cái tháng 7 năm nay nè là cô hồn càng nhiều hơn những tháng 7 khác. Suy nghĩ đi, quý vị biết cái chặng dịch bệnh nó chết bao nhiêu chưa? Đúng không? Chết cỡ nào chưa mà chưa siêu nhiều lắm á. Đi ngắt ngơ ngoài đường á. Biết cô hồn đi sao không? Mà lợn cợn ngoài đường đầy hết trơn. Khoảng 5 giờ rưỡi chiều là đầy ngoài đường. Thường tại vì sao mà người ta là cô hồn điên vậy? Vì đói, khổ, buồn. Quý vị coi khi bị buồn, quý vị nói chuyện sao? Anh chị ơi, em khổ lắm. Đúng không? Thì cô hồn thì người ta khi mà chưa siêu thoát người ta khổ quá. Đi lên ngay mà đường đẩy chân thầy đi thì sao? Cứu tôi để, giúp tôi để. Phải không? Thì bắt đầu là họ nhìn cái người này là si phước, xám xịt đen thui thì nhập vô liền. Tìm lẽ sống niềm vui chứ. Nhìn nhà này tối tăm u ám vô liền. Nhìn con cái trong nhà này vợ chồng kình lộn, con cái bất hiếu vô liền. Nghĩa là cô hồn người ta vô những cái điểm đó đó. Còn nhà hòa thuận, niệm Phật tu hành sao vô? Sao vô được? Không có vô được. Dù có cô hồn ở trong đó cũng là cô hồn hiền ở trong đó, không có dữ dằn vô đó được. Hiểu chưa? Thì biết rằng á, cái 30 tháng 4 nhà đức tổ chức khóa tu, có cái cô đó, có những người ta cũng cảm với phần âm. Cô đứng ở trên cái xăng, cô nhìn ra ngoài trước. Cô nói người ta đầy hết trơn. Đầy hết trơn, chiến sĩ chặn vòng đầy hết. Nên những đức nói rằng là chùa mình nửa tháng 15, 30 là cúng ngoài trước. Vô không được. Cô hỏi vì sao quý vị không vô đây nghe pháp? Không vô được. Không phải ai cũng dễ vô được đâu. Vì sao vô không được? Sáng quá. Thí dụ như bây giờ cái lực chưa đủ, lợi sáng quá, chịu nói không? Không có đơn giản, đúng không? Thì nhà vì niệm Phật thì sáng quá. Ta đi ngang ta nhìn nhà tu sáng quá. Còn nhà nào đi ngang thấy tối quá. Cái nhà, cái âm khí thì âm khí vô. Cái nhà này tu hành dương khí phát triển, dương khí là thiện tâm, sao vô? Hiểu chưa? Nó nên cái tháng 7 là nó tăng lên không biết bao nhiêu phần mà nó. Ví dụ như lúc bình thường 1, tháng 7 thì tăng lên khoảng 100 lần á. Đầy hết. Nên tại sao cái tháng 7 này nhiều tai nạn lắm? Nên nhiều nơi ta cúng cô hồn. Nên những đức có nói rằng là trong tháng 7 mà cúng thiết thực là phải cúng cho nhiều, cúng thêm. Kệ đi, người ta cũng thấy vui, đúng không? Nên quý vị về đây mà nương vào cái đạo tràng tu gì nè. Nãy nghe pháp niệm Phật nè. Rồi bắt đầu là mình giờ nghe pháp nữa. Hồi nay mình nói lại xác thực nữa chứ. Người ta nghe, người trong lòng người ta vui. Nên ông thầy ông dạy cho người ta để người ta tu, để người ta hồi hướng với cô hồn hương linh. Nghe không? Cảm ơn biết nhiều nói chưa? Người ta ngồi người ta nghe pháp điên chi phải không? Ta đợi chút ra cúng đi thực nó mới được dùng. Chứ chưa cúng sao ăn? Hương linh á, cô hồn muốn dùng được đồ cúng đĩa thực là giờ người ta phải cúng. Quý vị nghe ông Nguyễn Văn Nhã, nhà ngoại cảm không? Ông nói mà ông chưa ăn trái trường nghe. Sau này
là ông đi tìm hương linh hồn chiến sĩ rồi. Trước thời gian ăn chay 1-2 tuần, rồi ông đến đó ông niệm Phật 100 câu. Ông nói hương linh người ta bay 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 ta mừng. Lúc trước cúng gà ông nói là cũng vui mà vui không có được nhiều, nhưng mà từ khi niệm Phật thì họ vui dữ lắm, họ vui cực kỳ vui luôn, mà họ mừng dữ lắm. Mà cái đó là mới có niệm Phật 100 câu nha, hiểu không? Còn đây là lực chúng niệm Phật, lực chúng niệm Phật, và đây là công chúng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cỡ nào chưa? Cái quay lực này không đơn giản. Mà khi mình ra mình cúng mà cùng tập trung người đông như vậy để niệm Phật lên, cam điệu niệm Phật hừng hực lên, nghĩ cúng cho người ta mà niệm Phật, thì cái chữ Phật là chữ giác ngộ, nên từ nơi đó mà phát cái tâm giác ngộ ra, hương linh người ta cảm, người ta hưởng được cái đồ cúng thiết thực đó, người ta vui sướng. Người ta chỉ cần hưởng cái đồ cúng thiết thực đó thôi, lâu lắm người ta mới đói. Tại cái việc mà hương linh người ta hưởng được cúng thiết thực là từ ngay cái cúng mà đạt được, mà cúng đạt được là do ngay cái tu và ngay cái cởi mở tâm tư người ta. Giống như quý vị khi buồn á, mà ai nói chuyện quý vị để cởi mở tâm tư quý vị mới hết buồn. Nên cái chuyện thuyết pháp nó quan trọng, đúng không? Có khi quý vị buồn, quý vị chưa đủ trình độ niệm Phật để hết buồn, mà khi niệm không vô, niệm nó không vô, giống như cái tâm nó bị tắc nghẽn, có vật hiệu niệm vào không được. Cần nghe pháp, pháp là cái cách để giúp cho thông tâm. Khi tâm mà nó thông rồi thì niệm Phật nó mới vô. Rõ ràng không? Quý vị biết cái chuyện nghe pháp là việc cực kỳ quan trọng luôn đó. Đạo tràng kìa, nhà Đức Quan kia kìa, có mấy người họ đi về kìa, họ nói một câu: lúc trước mỗi ngày nghe pháp, cái tâm của họ khi phiền não gì là nhắc liền hết. Khi ngưng nghe pháp, cái buồn của họ nó bắt đầu nó tồn động, bức một phát. Cái chú mới đi về kìa, ông nói một câu: con chịu hết nổi, tâm nó không cởi mở được, con xin thầy con về. Thấy kinh chưa? Nên quý vị ngoài đời mỗi ngày mà quý vị mà không nghe pháp, quý vị thối tâm. Tại vì nó có quá nhiều thứ, nó làm bị nặng nề quá. Hai cái bài giảng như Đức với những ngày chủ nhật nó quá vui. Hai cái bài giảng là đi vào trọng tâm tu niệm Phật, mà đi vào cái chuyện mà cởi mở tâm tư mạnh, nghiêm túc, đúng không? Còn mấy ngày giảng lễ thì nó quá nhiều phương tiện, mà khi bị nghe thì cũng rất vui. Cứ nghĩa là khi mình nghe pháp, cái cách nghe pháp mà mình hiểu là mình giữ tâm bình thường mình nghe đi, tự nhiên có những câu hay nó sẽ tự tiếp nhận. Còn những cái vui nó cái vui cười bình thường, nhưng cái nào mà vô được trọng tâm là tự nhiên nó sẽ vô. Tại vì sao? Vì khi nó vui là nó thoáng tâm, mở tâm. Mà khi cái câu nào trọng tâm là nó lấy lại. Nghe pháp là vậy đó, chứ không phải mà nghe pháp mà căng thần kinh để chờ cái câu hay. Nó không có vô được câu nào hết chứ. Đó là cái cách nghe pháp không biết. Nghe pháp là cái tâm thư thớt nhẹ nhàng nhất. Khi cười là phải cười, khi giảng nghiêm là phải nghiêm. Nghĩa là trạng thái nó phải theo tự nhiên. Rồi những câu nào trọng tâm tự nhiên sẽ nhớ, tự nhiên nó nhớ hà. Thì biết rằng nhà Đức đi chia sẻ Phật pháp có chuẩn bị gì đâu, tự nhiên nó nhớ thôi. Mà khi chuẩn bị là nó quên, mà mình không chuẩn bị gì hết thì tự nhiên nó nhớ. Mà mình phải tự tin thì nó tự nhớ, còn mình không tự tin quên sạch nhách. Không tự tin nó quên sạch nhách luôn á. Nó ngày xưa mà đơn giản thôi, còn nhỏ nhỏ muốn chọc nhỏ đó gì mà ở nhà đọc thuộc bài quá trời luôn, chọc bồ mà thuộc bài ở nhà đọc tới đọc lui, đọc trời ơi lão liền, đi dọc đường cũng đọc, vừa gặp nó trời ơi sao quên mất tiêu hết trơn rồi. Quên mất tiêu hết trơn luôn, nói tào lao không à, rồi ngồi không biết nói gì, lấy cái tay kéo dèm tia lên xuống hoài, vô duyên. Giống như đầu óc hết biết gì chứ ơi, sợ quá. Nhỏ kêu nói ma, thật sự mình có dám làm gì đâu, mình sợ quá, mình run quá trời run, mình không biết làm gì. Xung quanh thì mấy cái cây mình bứt lá sạch nhách rồi,
lá dừa rồi lá cây này cái kia mình tuốt sẹt 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 sẹt, cuối cùng không còn cái lá nào, mình nhổ gốc luôn. Mình nhổ gốc xong rồi nó không còn cây nào xung quanh mình, rồi nước mình cũng uống hết trơn luôn rồi. Bưng ra ca ca cứ uống hoài, không biết nói gì uống hoài, uống chút cái bệnh cái bụng trình bình. Rồi xong tiếp tục còn cái gen tiêu quần kéo lên kéo xuống vô duyên. Tự nhiên khi mà nó rung nó sợ quá, vô duyên ghê chưa, không bình tĩnh. Nhỏ kia vậy nói với nhau bạn công nhận ông này hiểu gan thấy ghê. Nó ông này quá trời gan bạo quá. Mình nói trời là trời, tao nhát vào chết luôn, bạo đâu bạo. Trời ơi, tao ngồi xung quanh á, cái bàn là tao bứt lá cây banh chành hết trơn, không biết nói gì, sợ quá trời sợ rồi, run quá trời run. Cuối cùng nước không còn uống nữa. Rồi cuối cùng cái tay tao tự nhiên nó lấy cái tia kéo lên kéo xuống. Chứ thật sự tao có gan gì đâu. Nhát quá chứ ghê cái gì. Thấy không, trời, mình nhớ lại đúng rõ ràng. Con người khi không bình tĩnh là nó kỳ cục lắm mới bị ơn. Nên con người mình khi mà nó bình tĩnh là trí tuệ phát sinh, mà khi mà nó không bình tĩnh gọi là nó ngu si lạ thường. Ngu si mà lạ thường luôn. Từ đó sao nó đồn cả xóm, đồn cả xóm luôn, nói mình bạo. Nói trời ơi tôi mà bạo giờ tôi sợ rằng chết luôn, bạo đâu bạo. Trời ơi xanh mày xanh mặt, chân cẳng lạnh ngắt. Ngồi chung với con gái đầu tiên nó sợ, mà nó run gì đâu mà chân cẳng lạnh ngắt, tim đập thùi thụi, quên sạch nhất hết trơn. Ở nhà là đọc thuộc bài đó nghe, đọc thuộc đồ, nói chuyện đồ ngon lành. Ở nhà là hai ba bạn nói qua nó lỡ nhau là chuẩn bị dữ lắm. Vậy mà cuối cùng vừa gặp trời tao mất tiêu quá trơn rồi, tao quên trơn rồi. Nếu như vừa nước mà cũng tiếc quá cái kiểu đó chắc chết luôn á. Trời ơi tiếc quá mà rung kiểu đó, tiếc quá chút lột y áo lụm lá đó. Quá rung rồi đâu biết thiết gì giờ. Tào lao không nói chưa, rung lên nó ghê lắm. Hiểu không? Nên á con người á, mà khi nó thiếu cái sự bình tĩnh lúc bình thường thì đa phần lúc cặn tới nghiệp mê. Đó, nhớ nghe. Nó lúc bình thường nó không bình tĩnh là cặn tới nghiệp mê. Giống như lúc bình thường mình không có dạng dĩnh nói chuyện thì lúc mình gặm gái quên chứ, cặn tư nghiệp đó. Thấy chưa? Nó nên á, con người mình lúc bình thường phải tập bình tĩnh. Tập bình tĩnh như những đứa bây giờ gặp cái chết với bình tĩnh nè, gặp bệnh đau với bình tĩnh nè, rèn luyện trong mọi cảnh duyên bình tĩnh nè, nói chuyện với công chúng với bình tĩnh nè, đụng cái gì cũng nói dạng dĩnh nè. Với con người bây giờ lời nói mình rất nhạy bén, nói ra tự nhiên thấy có duyên, tại bình tĩnh. Không? Tuy là những văn tự đó nói vậy đó, nhưng mà người khác giảng mới được, người khác giảng cảnh đó mới được. Người khác nói ra nó kỳ cục lắm, nhưng mà riêng Nhã Đức nói là nó mắc cười. Nó lạ vậy đó. Không giỡn đâu nghe. Rồi bắt đầu từ những cái văn tự đó nó chuyển thành văn tự Phật Pháp. Cái này mới cái đặc biệt nè. Từ cái văn tự bình thường mà nó chuyển qua văn tự Phật Pháp, vì bình thường để cho người bình thường nghe, rồi nó chuyển qua Phật Pháp rồi nó dẫn dắt cái người bình thường vô Phật Pháp. Cái này mới cái là tuyệt chiêu. Đúng không? Đó. Nên chúng ta là người tu hành, khi mà cái chuyện gia đình có người bệnh hoạn, có người gần chết, phải bình tĩnh. Bình tĩnh mới làm được. Không bình tĩnh thì thua. Con người mà khi không bình tĩnh đó nghe quý vị, cái nón đội trên đầu thì hỏi cái nón đâu, có không? Cái tay đang cầm cái ly, ly đâu rồi? Nó bà cái ly trên tay kìa, tào lao. Nó kỳ cục vậy đó. Không bình tĩnh là nó quên lắm quý vị. Nên con người khi bình tĩnh là nó sáng lắm. Nên khi nhà có người bệnh hoạn này kia, mình khuyên ta bình tĩnh. Không sao đâu chú, không sao đâu cô, đừng lo. Trước nhất an tâm giùm cho người ta. Còn khi người ta gằn mắt hộ niệm liền, chạy lăng xăng chi ạ? Thấy không? Khi thầy mình đồ sắp sửa mắt đồ, tập trung người hộ niệm liền. Đừng có lo cái chuyện trang trí chùa. Chùa trang trí ăn thua gì? Kệ nó, cái chuyện là lo quệ mạng này trang trí chùa chi ạ? Ôi ơi.
Vì có chùa người ta tổ chức lễ mà bao nhiêu chục ngàn người đến, có trang trí gì không? Người ta đến đây đâu phải là cái gì trang trí. Trang trí là ngày nào cũng trang trí, chùa ngày nào cũng sạch, bàn thờ gì cứ vậy mà tu. Phật không có đòi hỏi chỗ đó, thấy không? Phật nào mà đòi ăn hoa, Phật nào mà đòi ăn trái cây. Trời ơi, người ta như mình, cái bàn ăn của những đức mà dọn lên 4-5 món đồ ăn, những đức còn ơi ê hề. Đừng nói chi Phật mà dọn một mâm đầy đồ ăn đầy trên bàn để cúng Phật. Tôi mà gặp còn ngán đây cúng Phật cái gì? Quý vị biết cúng Phật là cúng cái gì không? Là cúng Pháp đó. Cái Pháp của Phật dạy mình tu, mình đem cái Pháp mình chỉ dạy người ta là cúng Phật đó. Hiểu không? Nói không chịu tin đâu. Có nhiều người nói ông thầy nói xàm xàm. Tôi mà đem một mâm đồ ăn ra tôi kêu dọn bớt đi. Đừng nói chi bàn của Phật mà dọn đầy đồ ăn, cơm nước gì để lạnh nguội ai mà ăn, đúng không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng Đức Thích Ca Mâu Ni 49 năm làm gì? Thuyết pháp. Thì biết rằng cái việc chú trọng thuyết pháp cho chúng sanh lợi ích. Quý vị chỉ cần đem cái giáo pháp Đức Phật mà chỉ dạy chúng sinh, quý vị là người đang cúng Phật đó. Có giờ có những người ta đến ta thỉnh tượng Phật, như cô qua cô gặp như Đức, cô hỏi thầy, thầy thỉnh tượng Phật về coi ngày giờ nào tốt để mà tôn tượng lên hả thầy? Những Đức nói bà thỉnh tượng về là tốt đó. Thí dụ như bây giờ bà thỉnh tượng về trước khi đi thỉnh tượng Phật là ở nhà đã trang trí bằng thờ sẵn luôn, hoa quả trái cây đồ để chuẩn bị luôn. Chuyến này lên là nhất định phải thỉnh được tượng Phật. Con quyết định thỉnh được tượng Phật. Thỉnh không được giật. Quyết định thỉnh tượng Phật cho bằng được. Trong lòng của con mến mộ Pháp quá mà. Vì con đưa tượng Phật về nhà con mới được. Mọi người thông cảm với tôi đi. Chuyến này tôi quyết định thỉnh tượng Phật về, mới bị đưa tôi trước đi chèn nữa. Mình làm mọi cách để làm sao mà người ta đưa tượng Phật cho mình. Mình chứng kiến bằng thơ sẵn rồi, Phật gia hộ cho mình lợi thỉnh được liền. Chứ làm sao? Cái tâm đó của mình nó quá quyết tâm rồi. Tôi đâu có giật của vàng bạc châu báu của ai đâu, đâu có chiếm đoạt của cải của ai đâu mà tượng Phật tôi quý. Hiểu không? Nên từ nơi đó làm bằng thờ sẵn luôn. Tượng Phật vừa đem về tới nhà, dù là đi đường xa mệt nghe, ôi hôm nay đem tượng Phật về con mừng quá, con thỉnh tượng Phật về mừng quá mừng rồi. Tăng 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 tăng. Trong lòng vui quá vui. Hiểu không? Bắt đầu đưa tượng Phật vô, bắt đầu mở cái thùng ra, bắt đầu đưa tượng Phật nhẹ nhẹ nghe. Ừ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ha. Đơn giản thôi. Bạn áo chàng được, khỏi bạn áo chàng được. Phật không có, có câu nệ cái chuyện đó. Bạn áo chàng đây rồi mình đưa tượng Phật lên mình đạp áo chàng té. Bể tượng Phật bất công. Thôi bây giờ trước nhất bữa nay để cho con bình thường đi, con bưng tượng Phật từ từ lên coi. Để lên tượng lên là tượng Di Đà, A Di Đà Phật, tượng đẹp quá, A Di Đà Phật. Trong lòng mừng nghe vui nghe. Xong tượng Quan Âm Bồ Tát để này A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tượng Đại Thế Chí, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tôn tượng lên xong hết trơn nghe. Ồ, nhìn tượng trong lòng vui sướng. Quá vui sướng, nhà tôi thờ Phật rồi. Hành động đó thôi Phật chứng minh cho quý vị với cái tâm đó. Bây giờ đơn giản thôi. Thì mời những đức về nhà ha. Mời vô liền, thầy vô. Chuẩn bị nguyên một bàn nước nôi đồ ăn sẵn luôn, thầy vô. Vợ chồng hay chạy lăng xăng, trời ơi thầy đến nhà mừng quá rồi. Mừng quá rồi, không ai đi trách quý vị lăng xăng cái đó chứ. Trong lòng người ta cảm thấy người ta vui khi mình đến nhà người ta mà người ta mừng rỡ, lăng xăng để lo cho mình. Cái cảm giác đó trong lòng người ta thương mình. Chứ ai mà trách mình lăng xăng. Hiểu không? Đó. Thì Phật Pháp á, là nó áp dụng từ con người. Rồi từ con người mình mới suy ra Phật Bồ Tát. Nó phù hợp liền cái gì đâu. Từ con người mình là mình cảm nhận, mình chấp nhận. Thì Phật Bồ Tát hoàn toàn chấp nhận hết trơn. Trời ơi. Nên Phật Pháp nó áp dụng vô con người. Nên con người sao ra Phật Pháp vậy? Tại Pháp của Phật tùy quý vị à. Cái người học Phật dễ thì Pháp dễ. Người học Phật khó thì Pháp khó. Cái người học sao ra làm gì? Tùy quý vị à, giáo pháp của Phật đặc biệt lắm. À, giống như nước vậy đó. Vô chai là chai nước, vô ly là ly nước, vô hầm là hầm nước. Mà vô biển thì biển nước. Nghĩa là
Phật pháp như nước vậy đó. Vậy thì tùy quý vị học thôi. Vì thấy tự tại không? Quá tự tại. Thấy hay không? Nên Phật pháp mới đa dạng văn tự. Vì sao? Vì con do con người mà ra. Tùy vào sự chọn lựa quý vị để học Phật pháp. Phật pháp làm sao nó có tình có lý thì nó là Phật pháp. Nó có nhân có nghĩa thì nó là Phật pháp. Quý vị không có nói cái gì câu nệ văn tự gì đặt vấn đề trong đó chứ nha. Chỉ cần dựa vào văn tự để phát triển cái nhân nghĩa, đạo đức làm người, thương yêu giúp người thì nó là Phật pháp. Nó dòng do chứ nha. Cái nguyên lý của Phật pháp, quý vị hiểu cái nguyên lý thì quý vị học Phật pháp cực kỳ tự tại. Vì sao? Vì nó không còn bị văn tự câu thúc. Còn có người khi bị văn tự câu thúc quá nhiều thì có người học Phật ra khó khăn. Vì họ không vượt qua khỏi văn tự. Vì người hoằng đạo, đạo nào hoằng người. Nên người đã hoằng đạo thì phải vượt qua đạo. Vượt qua đạo là vượt qua văn tự. Phải xâm nhập vào cái nhân sinh để vượt qua cái xã hội phát triển, để cho con người ta thấy Phật pháp nó hay. Đúng không? Có cô kia đến gặp Như Đức, nói bây giờ chồng con khó, vô cùng khó luôn. Mỗi lần con niệm Phật, con vô nhà gì xin chắp tay niệm Phật, con xin hỏi thầy được không? Được. Con sợ tội quá, tội tôi chịu, bà niệm tôi chịu. Còn có phước tôi hưởng nghe. Bà gán vô đó bà niệm đi. Tại vì sao? Vì bà ở ngoài bà niệm bị chồng quýnh đúng không? Quýnh, nó không cho nó niệm, nó quýnh ghê lắm thầy ơi thầy. Nó chỉ cần thấy cái miệng mà nhép là bóp. Cái miệng nhép bóp, gãy hai cái răng. Kinh chưa? Hay bà thấy kinh khủng chưa? Nó thằng này nó ghê lắm. Bà nói là con dùng kim can chì, tôi nó không biết. Con lại dùng gì nè? Búp, khỏi cần hỏi làm gì luôn. Cái miệng vừa búp. Mày nhét môi niệm Phật phải không? Tao biết. Kinh chưa? Đó là găng gãy mấy cái luôn, quýnh gãy mấy cái găng. Máu chảy tuôn tuôn. Cuối cùng chỉ còn có một cách đi vô nhà vệ sinh. Ngồi trong trọng đi tiểu đi cầu. Dàm bộ đi cầu đi tiểu một ngày đi hoài. Nó nói sao mày đi hoài vậy? Nói hồi chiều hồi sáng ăn đồ ăn bị tiêu chảy. Vô trọng đứng niệm Phật một chút đi ra. Mà cái tâm thèm niệm Phật còn hơn cái gì nữa. Cái tâm này mới quý. Hiểu chưa quý vị? Quá khó khăn mà. Nghe cái chuyện mà niệm Phật vô nhà vệ sinh niệm chưa? Đó, bây giờ phải vượt qua văn tự chỗ này nè. Không vượt qua được lẽ ta tu không được. Nó kêu cái niệm trong tâm, nó niệm trong tâm bị quên hoài thầy ơi. Niệm trong tâm bị quên hoài, niệm nhét môi thì được. Mà nhét môi là nó quýnh gãy hai cái răng à. Bây giờ mà niệm tiếp tục nó sợ nó quất hết hàm răng. Thằng này nó ác đạn thật. Nhét môi là quýnh. Vậy thì sao bà không nhét? Em yêu anh. Bà thử đi, bà làm vậy đi rồi mai mốt bà nhép. Ai với đạo Phật thì nó cũng không biết bà nhép cái gì. Thầy chỉ cũng hay ghê. Để con về con đổi lại. Bà đổi lại, lỡ gần đó nè. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Để coi nó quýnh không? Cái này vô duyên em yêu anh mà cũng quýnh nữa thôi, mày vừa tội. Chắc nó chịu, mai mốt bà nhép vậy đó. Tự em yêu anh thành ai chứ đâu Phật. Thế bà phải có cách nghe, bà phải khôn mới giận chơi đâu. Chứ ai mà vô nhà xin hoài ngợp tới mồ. Giờ đổi lại nói, anh ơi, từ hôm nay em sẽ không niệm Phật nữa. Em niệm, em yêu anh. I love you. Điều gì bốn chữ được rồi. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Nó nghe, nó tưởng đâu là mình nhép môi gì. Nó tại vì bây giờ em niệm Phật quen rồi. Cái miệng em là buông ra là nó niệm Phật. Bây giờ em không muốn niệm Phật nữa, mà em muốn niệm em yêu anh. Để nó đổi qua. Chứ bây giờ em mà buông ra là em niệm Phật à. Mà em mà niệm Phật là anh quýnh em gãy găng hai cái rồi. Bây giờ làm sao em dám niệm Phật nữa. Niệm Phật mà Phật không cứu em, để cho anh quýnh em gãy hai cái răng. Nên em bây giờ em không niệm Phật nữa, mà em phải chuyển qua cái cách là niệm em yêu anh. Thì niệm lâu ngày em mới không niệm Phật nữa. Nó nói được, dìm cái niệm đi. Niệm em yêu anh nghe chưa. Thấy chưa. Bắt đầu là mấy câu đầu tiên mà niệm lớn lớn cho nó nghe. Em yêu anh,
em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Mình niệm chú đi, mình nhép môi luôn thì nó tưởng đâu là mình niệm quen, em yêu anh. Nhưng thật sự mình niệm ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật. Đúng là cõi này tu khó thiệt. Cõi này tu khó quý vị, đúng không? Bao nhiêu cái phương tiện để tu trong cõi này, ghê thiệt. Và tôi ngay hiền, không niệm Phật được, nó bắt đi chăn châu, ngồi trên lưng châu niệm Phật, thấy chưa? Ai cản được không? Bắt đi chăn dịch, lùa dịch niệm Phật. Đó, vậy thấy không? Nó bắt ăn mặn, ăn đồ ăn mặn, ăn cùng với công chúng, ai cho ăn chay, gấp rau trong thịt ăn luôn. Không cho lễ Phật, bằng đêm nó ngủ hết trơn đi lễ Phật. Kinh không? Và thường ấy hiền á, vì thấy không, ngài đó thì hiện tu trong cái khó, thành tựu cái gì toàn thân xá lợi để lại đó đấy hả. Nên mấy cái người á mà chồng vợ mà nó cản trở chung chung á, là mấy bà đời này thành tựu, mấy bà thành tựu chắc chắn luôn. Còn mấy bà mà quá dễ, coi chừng mấy bà không thành tựu, mấy bà cẩn thận, khi nó quá dễ bắt đầu nó giải đãi. Còn người ta nó ngăn chặn người ta, nên từ nơi đó mà người ta mới siêng niệm Phật. Nó ngăn chặn mọi cách thì mình phải niệm Phật cho bằng được, hiểu không? Nên quý vị nhớ, cái người mà mình đi lên trên chánh điện mình niệm Phật á, là có giờ, có thờ, thí dụ đi. Nhưng mà cái niệm Phật trên chánh điện thì chưa chắc vãng sanh đâu. Cái mốt niệm Phật nó mới vãng sanh. Tại vì sao? Vì cái mốt niệm Phật là nó trong hoàn cảnh con người mà niệm, thì do cái đó mới gọi là nhớ Phật niệm Phật, đúng không? Còn bây giờ quý vị lên trên chánh điện này, bây giờ ai cũng niệm Phật, lẽ vì không niệm thì ai cũng đã niệm Phật thì phải niệm chứ sao. Nhưng mà cái người sơ cơ đi niệm Phật thì mình phải cần có một hội chúng đi niệm, có cái lực niệm. Cái lực này nó cũng giúp cho mình lớn dữ lắm quý vị. Nhưng khi buông cái lực này ra, vị không niệm thì bị thua. Nên cái người niệm Phật đắc lực là cái người trong mọi lúc mọi nơi mà niệm Phật, lúc làm việc niệm Phật. Nên những đức nói các cô ở trong dưới nhà bếp, khi đứng mà sắp xếp người ta ăn cơm đồ này kia, cầm cái máy bấm số, khi mà người ta chưa đến là cầm máy bấm số, cứ nhìn ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, bấm hoài để cho người ta nhìn mình bấm số, người ta bấm theo đó. Cái người mà mót có Phật hiệu á, thường xuyên á, người đó mới là người niệm Phật. Và Thượng Chí Tịnh còn tại thế, ngài nói mót còn hơn thời chính. Cả ngày thời chính được bao nhiêu mà thời gian làm việc thì quá nhiều, nên phải tập niệm Phật trong mỗi lúc mỗi nơi, cái đó mới đạt. Nên cái máy bấm số nó rất là hay. Máy bấm số nó hay lắm, nó giúp cho vị bấm số niệm Phật. Vị đưa 5.000, 10.000, 20.000 bị bấm, rảnh là bấm liền. Cứ rảnh là ai với Đà Phật bấm một cái, ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm, bỏ chữ bấm nha. Chứ mai mốt đi nó nói là niệm ai với Đà Phật mà ông thầy Đức còn thêm chữ bấm. Ý là tôi hướng dẫn là ai với Đà Phật mà nó bấm một cái, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Có nhiều bà bà ngộ lắm, cái bà kia bà về nhà bà, mình dạy gì, mình dạy trong kia là ai với Đà Phật bấm một cái, mà mình dạy ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm, cái bà nói niệm Phật á, mấy bà niệm sai rồi, ông thầy ông chị á, ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm. Ủa trời, từ sao câu ai với Đà Phật mà có chữ bấm nữa? Ai với Đà Phật là đủ rồi, Nam Mô với Đà Phật là đủ rồi, chứ không có chữ bấm. Chữ bấm là tôi bấm á, bấm nè, thấy chưa? Mà mấy bà làm theo, nói ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm. Bà không cầm máy bấm số, bà cũng niệm ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm. Chúng sanh ngộ thấy ghê, dạy cái gì cũng phải dạy cho kỹ. À, nên từ nơi đó cái máy bấm số này hay lắm nè, nhỏ mà có vỏ nè. Bây giờ mỗi ngày á, bây giờ cầm điện thoại bấm lướt làm gì, lướt làm gì à? Bấm số điện Phật đi, sống bấm, đúng không? Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Vì sao không niệm Phật lễ Phật mà đi lướt điện thoại hoài chứ ạ? À? Lúc nào cần nghe pháp thì nghe, không cần nghe là thôi. À, nên bây giờ những đức nói phát động cái chương trình mà mình lập trang mạng được cho nó nhiều, để trên mạng nó đầy cái trang Phật giáo. Cái trang mạng nó một căn nhà to,
Mà mình lập một trang mạng là mình là một căn nhà nhỏ, hiểu không? Nhưng mà mình quá nhiều căn nhà nhỏ nằm trong căn nhà to, thì người ta vào mạng người ta mới thấy được căn nhà nhỏ Phật Pháp, người ta mới được tiếp nhận Phật Pháp. Còn nếu như vô mạng cái mà Phật Pháp ít quá thì người ta nắm bắt những thứ khác tầm bậy. Nên mỗi người mình có khả năng lập một cái trang mạng, rồi bắt đầu là mình rủ bạn bè vào để mà cùng nghe Pháp. Lâu ngày thì cái trang của mình nó phát triển, thì tự nhiên nhiều người người ta được nghe Pháp từ cái trang của mình đưa ra. Bây giờ mình không có khả năng cắt ngôi chùa để mà rủ người ta về tu, vì tôi lỡ mở trang mạng nhỏ trên trang mạng trên không trung để mà cho người ta nghe Pháp. Bây giờ quý vị coi có những cái trang, lập cái trang của chùa mình nè, trang thầy nhìn thích những đức thuyết pháp rồi này kia. Vậy đó mà một ngày mà mười mấy hai chục ngàn người ta vô người ta coi. Quý vị coi á, còn hơn quý vị xây ngôi chùa. Có những ngôi chùa người ta xây mà có tổ chức được mấy người đến tu đâu. Vì mà cái trang quý vị thôi mà bao nhiêu con người người ta vô người ta tu. Những đức nói cái trang mạng của quý vị á, đi bắt cá bắt tôm đồ, đi đào ốc đồ, bắt cua đồ để mà câu like á, dù là 1 triệu like đi chăng nữa, cái trang Phật Pháp của quý vị người ta vô người ta nghe Pháp niệm Phật á, 10 người thôi bây giờ cũng hơn 1 triệu like kia nữa. Trời ơi, nói chuyện giỡn. 1 triệu like kia là câu tiền mà mạng phước trong tiền trong mạng mình ra để mình xài. Nhưng mà dùng cách đó nó không có cái gì lợi ích với cái chuyện giải thoát. Nhưng mà 10 người nghe Pháp là người ta gieo chủng tử để giảng sanh. Nên phước trong mạng mình tăng lên thì sự nghiệp cuộc đời mình không có tệ đâu, đừng có sợ. Không phải hiểu. Nên những cái trang mà nhiều người coi á, bây giờ ví dụ như trang mình á, rất là nhiều like vô coi, thì chúng ta đem một Pháp bỏ vô từ từ vô, đừng có xóa hết cái thứ đó, nhưng đưa một Pháp vô từ từ vô, đưa một Pháp từ từ đưa vô. Để chi? Để từ từ mình loại bớt đi những cái chương trình khác ngày xưa tới giờ, loại bớt ra, từ từ thành cái trang Phật giáo luôn. Bắt đầu là người ta sẵn cái đà đó. Ví dụ như 500.000 người coi, chỉ dụ như được 100.000 người coi Phật Pháp thì quá tuyệt vời. Giảm bớt đi 400.000 người kia, hiểu không? Vậy thì đúng là cuộc đời bị tuyệt vời quá. Bây giờ là cái thời cuộc phát triển về mạng truyền thông. Chúng ta phải phát triển mạng truyền thông để truyền tải Phật Pháp. Thí dụ như rất đông con người gì là nhân viên đặc biệt mới tập trung được gì nè. Chứ đâu phải ai cũng làm được gì điều này. Có nhiều chùa làm sao vì tập trung đông người được, hiểu không? Nhưng mà chùa mình tập trung đông được là do cái đức của Hòa Thượng mình, cái duyên Hòa Thượng mình, uy tín Hòa Thượng mình mới làm được gì. Thì bây giờ những đức chỉ vị là phải lập trang mạng để làm chi? Để đưa Phật Pháp vào, để cho nhiều người biết Phật Pháp. Sau này chúng ta giảng Pháp đều là đưa lên tất cả các trang, mở rộng ra. Bây giờ quý vị biết rằng bấm lên mạng là thấy những đức à. Cái mặt những đức bây giờ nó chai trên mạng. Ừ, thì bấm thử cái bấm mạng gặp mặt những đức hiện ra liền cái mỏ nhọn quét. Hiểu không? Nó mai mốt đặt thầy mỏ nhọn, đặt pháp danh gì đó, đặt thầy mỏ nhọn. Nó nổi bật một chút, nó lạ lạ. Kệ nhọn nhọn kệ nó, miễn nhọn mà có duyên là được. Sao cũng được, danh từ gì cũng được, nhọn hay không nhọn gì kệ nó, hiểu không? Không có cần quan trọng cái điều đó. Nên cuộc đời mình hành đạo, cái danh bỏ đi, đừng có quan tâm điều đó làm chi, hiểu không? Nó những đức nói mình thành công ngay cái chỗ nhọn á. Có cái bà kêu nói con nói thiệt nghe, con nghe thầy giảng lâu rồi, con để ý thầy thành công ngay cái chỗ thầy nói thầy hô. Thầy ít có ai nói cái kiểu này mà thầy nói hoài là thầy thành công ngay cái chữ hô, thấy không? Thầy thì ai cũng đẹp rồi, hảo tướng rồi quá trời, còn riêng thầy xấu quá trời thì từ nữa đó mà thầy nổi tiếng ngay cái thầy xấu à, cái này hay nha. Hiểu không đó? Nên tất cả những người lùng lé hô súng xí cầu que, nên đem cái đó của mình ra để phát triển. Đem cái lùng lé hô súng của mình ra để phát triển. Phát triển cái gì? Để cho những người lùng lé hô súng trong cuộc đời này nhìn từ mình mà phát tâm.
Trời ơi, người ta trong cuộc đời này người ta lé mà chỉ cần mà nói cái tiếng lé thôi là người ta đã mắc cỡ rồi. Còn mình thì lé, mình đưa ra lé. Thì tự nhiên nó làm cho nhiều người lé tự tin. Ông thầy này, ông đưa lên quá trời vậy mà ông còn không sợ, mình sợ gì? Thấy chưa? Ví dụ như mình bị ung thư đi, mình bình tĩnh vô cùng luôn, thì nhiều người ung thư khác, ủa họ ung thư mà họ bình tĩnh, họ sống ngon ghê. Tại sao mình ung thư mình đi sợ? Học theo họ phải bình tĩnh, đúng không? Nên giảng tịnh độ viết rồi, vì nghe mấy câu này nè: niệm Phật thấm tâm can, niệm Phật thấm vào máu huyết xương tủy, niệm Phật chuyển hóa bệnh nan y. Tán thán tịnh độ viết mà thấm vào tâm can của mình luôn, mở miệng ra là niệm Phật. Giảng pháp viết mà giống như lên thuyết pháp là hết bệnh hoạn. Riêng bản thân những đức xin thưa quý vị là có một khả năng gì biết không? Nặng nề cái gì chứ cần cho những đức thuyết pháp thôi là vui. Lạ vậy đó. Lên thuyết pháp là ầm ầm vậy đó. Bệnh tình chạy mất dép. Đó, nên gọi là niệm Phật thấm tâm can, thấm xương tỵ, thấm máu huyết. Niệm Phật chuyển hóa tế bào bệnh hoạn, bệnh nan y, ung thư. Tại vì sao câu Phật hiệu nó đi vào máu huyết mình á, nó lọc máu dơ, lọc dơ thành sạch. Nó lọc những cái tham sân si giảm tối đa. Tâm trạng của người mình an lạc tự tại thì con người nó khỏe mạnh chứ làm sao. Nên câu Phật hiệu này những đức nói hay số 1. Cầu an cho, cầu siêu cho người thân thì rất nhiều cách. Nhưng để chúng ta nương vào cái pháp tu mà như lời Phật dạy trong thời mạt pháp, từ một đời này thành tựu, thì chắc chắn rằng là niệm Phật là phương pháp cầu siêu hữu hiệu nhất. Vì Bà La Môn nữ, Quan Mục nữ cũng từ niệm Phật, cũng từ niệm Phật mà cầu siêu cho mẹ. Tùy vào cái công phu nhìn thấu buông xuống nhiều ít để cầu siêu cho mẹ của mình đi đến cảnh giới càng cao thì công phu của mình cao, còn công phu mình cạn thì cầu siêu cho mẹ cũng thoát địa ngục nhưng mà tái sinh làm người chết yểu. Trong kinh Địa Tạng quy tụng rõ ràng. Vậy thì tính vào cái việc tu hành của mình, từ cái tâm nhìn thấu buông xuống, cái công phu đắc lực là công phu gì? Là công phu mỗi ngày không buồn giận người để trong tâm, đúng không? Công phu đắc lực là cái công phu mà không buồn giận người để trong tâm. Gặp những sự cố trong cuộc đời mà vẫn duy trì tu, dù ai có bao nhiêu người nói gì đi chăng nữa, mình vẫn duy trì niệm Phật. Công phu niệm Phật là gì? Công phu niệm Phật là công phu tín nguyện muốn sanh cực lạc, chỉ đúng giữ cái tâm vậy. Đời này mình muốn sanh cực lạc là cầu siêu. Vậy thì cái tâm đó cũng là cầu siêu cho người thân chứ làm sao. Rồi thí dụ như bây giờ một mình tu tập thì giống như một ngọn đèn. Bây giờ một ngọn đèn sao mà bằng bao nhiêu ngọn đèn này. Vậy thì bây giờ trong dịp tháng 7 này mình có cơ hội mình về đây mình tu, mình đương vào chúng này, mình chân thật, mình niệm Phật, mình nghe pháp. Như nãy như Đức nói chuyện có câu đó, mình ngồi nghe pháp nghiêm túc, người thân mình nghiêm túc. Mình bỏ đi ra ngoài, người thân đi ra ngoài. Mình đi về, họ cũng đi về, nhưng họ buồn. Tại vì giờ cúng thí thực họ không được ở đây, thì họ đi theo mình. Giống như bây giờ mình đi đâu họ theo đó à. Thí dụ như bây giờ mình đi quýnh bài, họ đi quýnh bài. Mình đi nhậu, họ đi nhậu. Cái chỗ mà quán xá nhậu nhạc, văn hương linh nhậu biết nhiêu mà nói ở đó, hiểu không? Mà bây giờ văn hương linh đi nhậu mà bây giờ dẫn vô chùa đi niệm Phật thì từ từ niệm Phật luôn chứ làm sao. Mình đi đâu nó đi theo đó, hiểu không? Mình đi nghe pháp nó đi nghe pháp, nó theo mình mà. Nên từ nơi đó mà bản thân mỗi người chúng ta làm gì họ làm theo. Vì mình đi niệm Phật, mình cầu sanh cực lạc, mình nghe pháp, mình không buồn giận người để trong tâm, thì họ cũng buông cái tâm hận thù.
Khi họ buông cái tâm hận thù thì hương linh này nương vào niệm Phật thì giải thoát chứ sao. À. Hương linh là ngay cái chỗ là cái tâm không buông xuống thôi, chứ mà ra họ không còn vướng cái thân. Ngay cái tâm không buông xuống cái chuyện hận thù buồn chết dính mắt người thân, họ không buông được, nên họ đời đời kiếp kiếp họ cứ như vậy mà họ khổ đau, họ chấp nhất trên bàn thờ cúng kiến nữa. Rồi con cháu họ bị ai gầy la cái là họ bực bội, họ lỡ sân si sằng sộ, nên họ đâu có siêu thoát. Bây giờ họ mà nghe pháp, họ tin xong nhân quả, họ buông xuống thì tức khắc họ đưa một bổ nguyện niệm Phật rồi Phật rước họ. Nên Đức Phật A Di Đà ngài nói rằng là niệm danh hiệu ngày ngày rước, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ta, đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm thì ta tiếp dẫn. Bản thân chúng ta tới thọ mạng đến, niệm được từ một niệm đến 10 niệm ngày tiếp dẫn. Còn hương linh thì mất tiêu rồi, chết queo rồi, đâu còn thăng đâu. Nhưng mà do cái tình chấp thăng, tình chấp người thăng, tình chấp củ cải, báo thù rửa hận mà không được siêu thoát, nên mới nương vào câu Phật hiệu, nương vào bổ nguyện. Chỉ cần buông xuống những thứ đó, niệm Phật thì Phật rước, đúng không? Nó rõ ra cái cầu siêu của mình là đi đến đây nghe pháp để biết phương pháp, quý vị à. Để mỗi người tự tu mà được siêu thoát, tại họ đi theo mình mà. Còn nếu như mình muốn mà cầu siêu cho họ siêu thoát như bà La Môn nữ, thấy không? Một ngày một đêm người ta niệm Phật mà từ phàm phu trở thành Bồ Tát, nên mẹ của người ta từ trong địa ngục mà sanh lên cung chờ đau lợi để hưởng phước. Còn quan mục nữ thì công phu thấp hơn, trong mộng thấy Phật, nên từ trong địa ngục mà được tái sinh thoát khỏi địa ngục, nhưng sanh vào gia đình bà thì mới sinh ra biết nói chuyện, sống được có mười mấy tuổi chết queo. Từ nơi đó mà thọ mạng rất là ngắn, nên bà mới phát nguyện đời đời kiếp kiếp và tu hành để mà cầu siêu độ cho ông bà cha mẹ, đúng không? Đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta bây giờ mình ở trong cái pháp hội tu niệm Phật gì, là mỗi người mình đang cầu an cho ông bà cha mẹ mình, cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình. Mà nhất là trong dịp tháng 7 là gọi là tháng cô hồn, cô hồn vất vơ vất vưởng đầy đường, nhiều hơn lúc bình thường. Vậy thì người ta nhìn coi ngôi nhà nào là cái ngôi nhà mà phước si thì người ta vô, chứ sao? Ví dụ như cô hồn là gì? Cô hồn thì hiền ít mà dữ nhiều. Quý vị có nghe nói mấy cái thằng người hung dữ nói dùng thức cô hồn, phải không? Hung dữ hỗn ẩu nó dùng thứ cô hồn các đảng gì, phải không? Mà đời người ta chữ có ai nói cô hồn các đảng mà hiền không? Nên hiền rất ít, dữ thì nhiều. Vậy thì cái dạng dữ dằn đó là họ đi tìm ở đâu? Tìm cái nơi si phước, tìm cái gia đình mà không tu hành, sát sanh hại vật, giết chó giết mèo giết vịt giết gà trong nhà. Cái gia đình này si phước rồi, cô hồn mới vô nhà đó trong dịp tháng 7 để quấy rối, vô đó đòi ăn làm bệnh hoạn. Nên trong tháng 7 này là tháng mà tai nạn nhiều, cô hồn nhiều. Mà cô hồn nó đến với mấy cái đứa mà hỗn với cha mẹ, đến với mấy cái đứa mà đua xe phá làng phá xóm, la lối sùm, buổi trưa mà làm cho ta ngủ không được, người ta chù ẻo, rồi phước nó hết, rồi bắt đầu cô hồn mất chụp vô nó, làm cho nó phải te tua gãy tay gãy chân, khổ đau. Tháng cô hồn là cái tháng nhiều phiền phức. Nếu như quý vị tu thì quý vị cũng rất nhiều lợi ích. Vì sao? Vì quý vị tu nên cô hồn được lợi ích, nên cô hồn đã cảm ơn quý vị, hiểu không? Nên cái tháng cô hồn là cái tháng mà nhà ai phải có thờ Phật, mỗi ngày niệm Phật tu hành thì cái nhà đó đặc biệt chứ lắm. Người ta đi ngang người ta biết cái nhà này có niệm Phật, có tu. Tại vì cái nơi nào niệm Phật là nơi đó quang minh phổ chiếu. Trong cái gia đình nó niệm Phật, cô hồn người ta thấy nhà đó có ánh quang minh, ánh sáng soi gọi, rồi ánh sáng người niệm Phật đó phát ra. Nên người ta đi ngang nó nói không, cái nhà này không có vô quậy được, cái nhà này vô là không có được nha mày, cái nhà này có niệm Phật có tu. Để máy niệm Phật kìa mày nghe chưa? Hiểu chưa? Cô hồn người ta nghe hết chưa? Thì nhớ những Đức kể câu chuyện mà đứa bé nhỏ mà bà cho máy niệm Phật chưa? Đó. Cô hồn đòi xô nó, đứa cô hồn kia nói không, mày không có xô bậy bạ mày.
cái này nó niệm Phật, nó đem máy niệm Phật, em thấy hả? Xô bậy bạ, đỏ chết mồ. Cái đứa nào mà nó si phước thì mới xô được. Cái đứa này là nó niệm Phật, nó đeo máy niệm Phật kìa, không có xô nó. Đứa bé nghe từ đó về sau đeo máy niệm Phật, siêng niệm Phật luôn. Nên bây giờ người chết chưa siêu nhiều lắm, nên chúng ta mỗi người phải lo tu. Trong dịp tháng 7 này phát nguyện ăn chay trường luôn, sẵn cái đà ăn tháng, sẵn cái đà tiến luôn. Hiểu không? Đó. Nên tháng nào cũng là tháng tu hành để cầu an cầu siêu cho người thân. Nhưng riêng cái tháng 7 này là cái tháng mà để tu để cầu siêu là phù hợp dữ lắm. Tại vì cái tháng này là cái tháng mà xá tội vong nhân. Ví dụ như có ngày 15 hay gì đi, thì từ bây giờ là mình đã tu mình hồi hướng lai rai, tới ngày đã sẵn mở cửa ra cho đi siêu thoát, thì ông bà mình cũng được đi luôn. Hiểu không? Ví dụ như bây giờ ông bà mình còn lâu lắm mới đi, nhưng mà trong cái tháng 7 này con cháu tu dữ quá, quỷ sứ đến nói ông bà đúng ra lâu lắm mới được siêu thoát, nhưng mà mấy đứa nó tu quá trời, đi đến chùa nó nghe thầy Đức giảng, nó niệm Phật làm nhiều phước đức lớn quá.